Các bạn nói nhé, tên nhé. Nếu mà lúc mà cô không gọi tên trực tiếp thì các bạn phải nói tên để cô biết đi ạ. Dạ em là Thu Ngân. Dạ thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng. Rồi cứ nói tiếp đi ạ. Thì tôi coi em là Diễm Quỳnh. Vâng, Diễm Quỳnh. Dạ, câu trả lời của em là thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế thu nhập doanh nghiệp, rồi. Còn thuế nào nữa không Quỳnh? Thì cô là thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt. Rồi, còn thuế nào khác nữa không ạ? Dạ, thuế xuất nhập khẩu. Thuế xuất nhập khẩu. Thuế xuất nhập khẩu là bạn nào vừa trả lời đây ạ? Dạ, em Ngọc Thi, quản trị K41 cô. Ngọc Thi, quản trị K41. Các bạn mà, những cái bạn mà phát biểu ấy thì đến lúc cuối giờ cô sẽ có một chút cái thời gian của nó 5 phút để cô check lại ha. Tại vì cô có danh sách ở đây rồi, nhưng mà nếu mà có quên á thì các bạn sẽ nhắc lại để cô sẽ ghi cái điểm khuyến khích cho các bạn ha. Rồi, như vậy thì có 3-4 bạn vừa trả lời. Thì các bạn kể ra là có thuế gì ạ? Thuế giá trị gia tăng này, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên môi trường, thuế xuất nhập khẩu. Còn một cái thuế nữa như là thuế gì các bạn? Thuế gì ha? Thuế gì mà khi mà người lao động, khi mà người lao động doanh nghiệp hoạt động thì luôn luôn phải có một cái lực lượng lao động, và khi trả lương cho công nhân viên thì có thuế gì các bạn ha? Thuế một bài. Thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân. Rồi một bạn nói thuế môn bài thì bây giờ nó chuyển sang thành gì các bạn? Thuế môn bài không đúng. Rồi còn gì nữa không ạ? Rồi như vậy thì có rất nhiều những cái sắc thử Việt Nam, luật thuế của Việt Nam của chúng ta. Nhưng bữa trưa cô đang nói với các bạn là gì ạ? Đang trên con đường là để hoàn thiện. Như vậy thì những cái sắc thuế này nó sẽ được hoàn thiện để cho phù hợp với cái điều kiện phát triển của kinh tế và thị trường. Như vậy thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái sắc thuế như các bạn vừa kể tên đó ạ. Xuất nhập khẩu này, giá trị gia tăng này, thuế bảo vệ môi trường này, thuế thu nhập cá nhân này. Rồi và hiện nay thì những cái doanh nghiệp hoặc là những cái đối tác đầu tư nước ngoài mà có cái cơ sở tại Việt Nam thì người ta cần phải thực hiện một chính sách là thuế nhà thầu. Tuy nhiên hôm nay thì cô muốn các bạn đi học chương 2 trước, đó là thuế tiêu thụ đặc biệt. Nếu như mà các bạn đã đọc trong cái tài liệu cô gửi rồi thì các bạn cũng sẽ thắc mắc là tại sao cô lại dạy cho các bạn thuế tiêu thụ đặc biệt trước. Với cả nói sơ qua cho các bạn nó là gì ạ? Bởi vì chúng ta chỉ có 45 tiết để chúng ta tìm hiểu về các cái sắc thuế này thôi. Như vậy thì nó sẽ không đủ để mình đi hết cho các bạn những cái sắc thuế mà đang có hiện hành tại Việt Nam, mà cô sẽ điểm qua những cái sắc thuế mà quan trọng mà gần nhất với các bạn để sau này đi làm các bạn có một cái nền tảng cơ sở các bạn ha. Thì chúng ta sẽ đi vào thuế tiêu thụ đặc biệt. Trước tiên đi vào thuế tiêu thụ đặc biệt thì các bạn sẽ nhìn vào cái sơ đồ sau đây ạ. Cái này là mình mới bổ sung vào thôi, trong slide các bạn không có đâu, các bạn có thể ghi chép vào ạ. Các bạn nhớ là những cái các bạn đi học online nhưng mà các bạn cũng phải có ý thức ha. Các bạn phải ghi chép thì các bạn mới có thể nắm được bài. Còn không thì chúng ta sẽ rất là khó. Giả sử ở đây chúng ta đang có là công ty A ở Hàn Quốc, một công ty A ở Hàn Quốc. Họ sản xuất về sản phẩm Y. Rồi công ty X của chúng ta là tại Việt Nam. Như vậy ở trong cái sơ đồ ở đây thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Công ty X ở Việt Nam đi nhập khẩu sản phẩm Y từ... Bên qua lấy cái bàn đó chị, bye bye. Đi nhập khẩu sản phẩm Y từ nước ngoài các bạn ha. Như vậy thì trong quá trình mà nhập khẩu như vậy, đây là hoạt động về nhập xuất nhập khẩu. Thì sản phẩm Y này được nhập khẩu từ Hàn Quốc về Việt Nam. Thì giả sử như cô đang giả sử ở đây là sản phẩm Y mà nó thuộc cái đối tượng chịu thuế nhập khẩu, thì nó sẽ phải khi mà tại cái khâu nhập khẩu này, tại khâu nhập khẩu ở đây là tại hải quan ở đây các bạn ha, thì sản phẩm Y của chúng ta sẽ phải chịu thuế nhập khẩu nếu có, rồi thuế tiêu thụ đặc biệt nếu có, thuế bảo vệ môi trường nếu có, và thuế giá trị gia tăng. Như vậy là chỉ tại khâu nhập khẩu thôi, tức là tại cái cơ quan hải quan này đang quản lý đối với sản phẩm Y thì nó sẽ chịu sự chi phối của những chính sách thuế này ạ. Đó là lý. Như vậy thì để mà chúng ta tính được thuế giá trị gia tăng
thì chúng ta phải biết được rằng đi từ thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt nếu có, hoặc thuế bảo vệ môi trường nếu có. Đó là lý do tại sao mà mình muốn đưa cái chương thuế tiêu thụ đặc biệt này lên trước. Một số sách các bạn đọc thì có thể thì thuế giá trị gia tăng nó sẽ học trước cái thuế tiêu thụ đặc biệt, nhưng cô muốn cho các bạn là thuế tiêu thụ đặc biệt trước ha. Và cái thằng thuế xuất nhập khẩu này này, nếu mà học thì nó cũng phải mất khoảng 15 tiết để học, nhưng mà chúng ta không, các bạn chỉ học có một môn thuế tổng quan thôi, nên cô sẽ lồng ghép vào trong các cái chương sau ạ. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái thuế đặc biệt này. Và giả sử như một sản phẩm y này mà được nhập khẩu như thế, nó được xác định cái giá cả như thế nào, thì trong cái buổi học ngày hôm nay và buổi ngày tiếp theo chúng ta sẽ phải giải quyết được cái bài toán đó. Rồi, vẫn là một cái sơ đồ như vậy, cô sẽ minh họa thành một cái ví dụ thì cô sẽ hỏi các bạn ha. Đây ạ, các bạn sẽ có thể ghi hoặc là các bạn chụp lại cái này nhé. Như vậy thì công ty từ cái sơ đồ vậy thì cô đã phát triển ra thành một cái ví dụ như vậy ạ. Công ty X tại Việt Nam trong tháng 6 năm 2019, giả sử là họ có nhập khẩu một cái thiết bị từ Hàn Quốc với giá tính thuế nhập khẩu là 500 triệu. Giả sử là thuế xuất thuế nhập khẩu là 30% đi ha. Cô đang giả sử cái thiết bị này là nó thuộc cái nhóm đối tượng chịu thuế nhập khẩu với cái thuế xuất của nó là 30%. Và đồng thời cô giả thử thêm một cái thông tin nữa, đó là cái thiết bị này thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt với cái mức thuế xuất của thuế tiêu thụ đặc biệt là 25%. Và nó, thiết bị này cũng thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng nữa với thuế xuất là 10%. Như vậy thì cô muốn hỏi thử các bạn thôi, theo những cái kiến thức mà các bạn có được hoặc là cái sự am hiểu của các bạn về những cái vấn đề này, thì các bạn có thể cho cô biết, giả sử khi cô là một công ty X tại Việt Nam, cô nhập cái thiết bị này từ Hàn Quốc về Việt Nam, thì khi về đến Việt Nam với những cái thông tin dữ kiện cho trên, thì cái thiết bị này nó sẽ có giá là bao nhiêu ạ? Các bạn chụp cái màn hình này lại ha. Với lại bây giờ mình chạy xuống ngoài em chạy cái máy tính đây bây. Trong cuối quá trình mà các bạn, bạn nào đang nói chuyện tương tác bên ngoài, các bạn tắt mic đi các bạn nha. Trong quá trình mà các bạn làm bài tập á, cô sẽ có một cái phần này mà cộng điểm cho các bạn nữa, đó là gì ạ? Các bạn có thể làm ra vở ghi chép của các bạn chụp bằng điện thoại và các bạn gửi vào cái phần chat đó. Các bạn gửi vào, cô sẽ tải về, cô mở lên cho cả lớp, rồi cô sẽ xem cái các bạn làm đúng hay sai. Bởi vì cái phần này của chúng ta nó liên quan đến tính toán cũng khá là nhiều các bạn nhé. Rồi bây giờ cho các bạn 5 phút để các bạn thử tính cái ví dụ này đi ạ. Chúng ta cứ thử tính thôi nhé, các bạn chưa học nên cô không yêu cầu các bạn là phải đúng. Các bạn đừng có sợ sai mà không làm, bởi chúng ta đang thử thôi, chúng ta đang thử tiếp cận vấn đề như thế nào. Các bạn có 5 phút để các bạn làm cái ví dụ này ạ. Cô ơi, có phải là 825 triệu không cô? Bạn nào mà đang làm thì các bạn làm ra đi, rồi các bạn viết những phép tính này ra đi. Các bạn hỏi cô đâu có biết đâu. Cháu vừa tính ra rồi. Cháu cái gì mà cháu, bạn nào mà, các bạn trong quá trình học online này các bạn lưu ý ha. Các bạn xưng hô cho nó lịch sự, không có giỡn ạ. Bạn nào mà giỡn thì mình cho out ra khỏi lớp. Học online các bạn nghiêm túc ha. Quên em chứ không phải cháu. Hôm nay là có bạn Diễm Quỳnh này. Cái kiểu bạn Thùy, bạn Ngân nào? Bạn Thanh Ngân hay Thu Ngân? Dạ, Thu Ngân. Phan Thị Thu Ngân, quản trị K42 đúng không? Dạ. Rồi có bạn nào nữa nhỉ? Thi quản trị K41 đúng không? Rồi tên là Nguyễn Hoài Mai Thi hay là Nguyễn Thị Ngọc Thi ạ? Dạ Nguyễn Thị Ngọc Thi cô. Nguyễn Thị Ngọc Thi. Rồi còn bạn nào mà vừa phát biểu không ạ? 825, quên mất 825. Bây giờ bạn nào mà có làm xong cái nồi các bạn có thể chụp ra các bạn đưa vào trong cái màn hình chat cũng được các bạn ha. Xong cái màn hình. Để gọi một bạn bất kỳ đi ha.
Bạn Hoàng Minh Tới, bạn Hoàng Minh Tới có đó không ạ? Rồi bạn Hoàng Minh Tới bây giờ cho cô biết bạn tính như thế nào đi ạ? Hoàng Minh Tới có ở đó không? Các bạn tốt nhất là các bạn cố gắng các bạn sửa cái mic nhá, tại vì trong quá trình dạy thì cô cũng muốn các bạn trao đổi trực tiếp nó dễ hơn ấy. Chứ nhiều khi đang dạy các bạn chat vô đấy cô cũng không có để ý. Rồi bạn Hoàng Minh Tới có không ạ? Là có. Rồi bạn Hoàng Minh Tới nói cho cô biết là cái bạn vừa chia sẻ cái màn hình này cô vừa tích vô nó sao đây ta? Rồi bạn Hoàng Minh Tới á, giải thích bạn Hoàng Minh Tới ở đây có cho đáp án là 802 triệu, 5 triệu này, trùng với đáp án của Lê Thanh Tân rồi đúng không? Giờ bạn Hoàng Minh Tới dạ, làm cái bài tập đó đi, tức là bạn Hoàng Minh Tới sẽ tính như thế nào để ra được cái kết quả như vậy ạ? Dạ cho em xem được cái đề với cô em chụp Ở đây, luôn. đây đây, các bạn nhớ là khi mà có những cái gì mà cô đưa ra mà các bạn phải chụp vào nhá. Dạ rồi. Rồi giá thiết bị nhập khẩu là 500 triệu thuế xuất. Dạ thuế nhập khẩu là 30%, nghĩa là em tính là em lấy 30% nhân cho 500 triệu là 150. Rồi, tức 150 là đó triệu. một trăm rưỡi mà bạn bạn tới vừa lấy ha, bạn tới vừa Dạ. lấy là Dạ. 500 triệu nhân với 30% là ra Dạ. 150 triệu. Dạ. Đó là gì? 150 triệu đó là gì ạ? Dạ thuế nhập khẩu. Tới nhập gạo rồi. Dạ, rồi thuế tiêu thụ đặc biệt của nó là 25% thì nhân cho 500 triệu nó được 125 triệu. Tức là em lấy 500 triệu. Dạ. Em nhân với gì ạ? 25 triệu tiền thuế 25 thuế. 30% em nhân với 25% đúng không? Dạ đúng rồi. Là ra bao nhiêu? Là 125. 125 triệu. Rồi. Dạ, rồi cộng với thuế giá trị gia tăng 10% nữa là 50 triệu nữa. Cộng lại là 500 triệu cộng với lại một. Bạn tiếp theo là bạn tới lấy 500 triệu nhân với 10% là được Dạ. 50 triệu nữa. Và Dạ. sau đó thì cái giá của thiết bị này khi mà nhập về đến Việt Nam Đây. thì em Dạ. lấy 500 triệu cộng với 100. tới ha. Như vậy thì Dạ. các bạn trong lớp mình để xem còn bạn nào. Bạn như Dạ. vậy thì bạn Tân có tính như vậy không ạ? Dạ em lấy 30% cộng với 25% cộng với 10% rồi nhân cho 500 triệu rồi cộng với 500 triệu ban đầu nữa là ra. Rồi, tức là như vậy thì là bạn Tân cũng là Làm cùng con với rồi bạn Tới như nhau đúng không? rồi. Rồi trong lớp mình còn bạn nào có ý kiến khác không ạ? Các bạn K42, trong lớp mình còn bạn nào có ý kiến khác không ạ? Ngoài đáp án của bạn Lê Thanh Tân là 832 triệu 500 và bạn Tới thì các bạn có cách tính nào khác hay là như thế nào không ạ? Hay là cả lớp ra như vậy? Dạ, em ra 675 Là bạn nào đây ha? triệu. Dạ Thu Ngân. Thu Ngân lớp nào? Các bạn nói lớp nhé. Dạ K42. Thu Ngân tính sao để ra vậy ạ? Dạ là em nghĩ là thuế nhập khẩu thiết bị là nó đã bao gồm 30% rồi. Nên em chỉ nhân cho 25% với 10% của thuế tiêu thụ đặc biệt với giá trị gia tăng. Em lấy 25% em nhân lên 500 triệu hay là sao? Dạ, 500 triệu nhân cho 25% cộng 500 triệu nhân 10%. Xong là em lấy 500 triệu cộng với Rồi cộng 2 cho đó. 500 triệu. Rồi rồi cô hiểu rồi, rồi cảm ơn Thu Ngân ha. Rồi. Có đáp án khác ạ. Bạn nào ạ? Mình đang cái phần ví dụ này cô sẽ hỏi trước K42 nhé. Dạ em Nguyên ạ. Em có gửi phần bài làm của em trong group cho cô á. Đợi. Khánh Nguyên à? Đâu Khánh Nguyên gửi chỗ nào?
Dạ, em gửi ở bên group Zalo tại vì em không ép được cái hình đó vô trong cái phần chat này ạ. Ủa các bạn không có quyền ép vô hả? Dạ, không không gửi À không, hình. không. Ừ, ở đây là cô nhầm sang Zoom rồi. Đợi các bạn, đợi cô chút xíu ha. Các bạn cứ những bạn khác cứ tiếp tục tính thì cô sẽ lấy cái bài của bạn Khánh Nguyên về. Nguyên chưa ạ? Những bạn khác trong lớp thấy chưa ạ? Các bạn thấy các bạn phải nói lên chứ. Dạ thấy. Bạn nào mà những cái lúc mà cô hỏi không thì các bạn có thể nói cho nó nhanh đỡ mất thời gian của chúng ta ha. Rồi như vậy thì mình xem bài của Khánh Nguyên ha. Giá tính thuế 500 triệu và chưa tính thuế 100 triệu. Khánh Nguyên giải thích cái đáp án của em đi. Cái ý đầu tiên của em giống thu ngân, tức là cái giá 500 triệu đó là đã bao gồm cái giá 30% thuế nhập khẩu rồi, cho nên em tính nó là 130%. Vậy thì tính ngược lại cái giá chưa tính thuế là 100% thì nó sẽ ra là 384 triệu bao nhiêu đó. Sau đó thì em tính thuế tiêu thụ đặc biệt là 25% của cái giá chưa tính thuế, và giá trị gia tăng cũng là 10% của cái giá chưa tính thuế. Sau đó em cộng giá đã tính Rồi thuế 30% tiếp theo. thuế tiêu thụ đặc biệt với cộng với thuế giá trị gia tăng ạ. Các bạn có đang nghe thấy Nguyên nói không ạ? Có bị lag không các bạn? Dạ nghe thấy. Dạ rõ cô. Rồi. Cô cảm ơn Khánh Nguyên ha. Cô hiểu ý của Khánh Nguyên rồi. Lúc mà Khánh Nguyên nói thì mẹ cũng không biết là bên cô hay là bên hay là chỗ Nguyên, nhưng mà cô thấy nó không có rõ lắm. Nhưng mà cô hiểu cái ý của Nguyên đang đang làm. Các bạn nhìn lên đây ha. Nhưng mà Nguyên về thu ngân lưu ý cho cô này, tại vì các bạn chưa học, tức là các bạn chưa học nên cô không có để phức tạp. Cô muốn nói là cái giá tính thuế xuất tính thuế nhập khẩu là 500 triệu phải thuế 30%, tức là cái giá ban đầu của nó chưa có cái gì hết là 500 triệu, chứ không phải là trong 500 triệu này mà cô đã có thuế rồi đâu. Nên Nguyên với cả Thu Ngân lưu ý ha. Như vậy thì Nguyên, nếu mà Nguyên với Thu Ngân như vậy thì đã nhầm ở chỗ này ha, bởi vì cái giá ban đầu này, tức là khi mà bên công ty Hàn Quốc mà bán cho Việt Nam của chúng ta thì nó có cái giá chưa có một cái thằng nào tác động đến là nó đang là 500 triệu rồi. Ý cô muốn của các bạn là khác như vậy, nhưng mà các bạn đang bị nhầm ở chỗ này ha. Rồi, như vậy cô cảm ơn Nguyễn rất là nhiều. Bây giờ các bạn sẽ quay trở lại về cái ví dụ này ạ. Đọc lại, các bạn lưu ý lại ha. Như vậy thì công ty X tại Việt Nam trong tháng 6 có nhập khẩu một cái thiết bị từ Hàn Quốc với cái giá tính thuế nhập khẩu của thiết bị là 500 này này. Là 500 triệu này, là nó chưa có một cái gì hết ạ. Và thuế xuất thuế nhập khẩu của nó là 30%. Như vậy thì giả sử thiết bị này thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt với thuế là 25%, rồi thuế giá trị gia tăng là 10. Các bạn nhớ những thông tin này để cô ra slide ha. Rồi. Các bạn nhìn lên đây ạ. Như vậy thì khi một sản phẩm Y này là đối tượng chịu thuế nhập khẩu. Xin lỗi các bạn nhé, bạn nào mà chưa tắt mic các bạn tắt đi ạ. Rồi. Như vậy thì thuế nhập khẩu của thiết bị chúng ta sẽ tính được là gì ạ? Chúng ta sẽ lấy 500 triệu nhân với thuế xuất của nó. Như vậy là ra 150 triệu, là đúng với cái đáp án đầu tiên mà bạn tới với bạn Tân này và một số bạn mới tính. Và sau đó cô vừa có một cái ví dụ lúc này đây ạ. Một cái sơ đồ là gì ạ? Cái thứ tự mà để tính nếu như một sản phẩm Y như thế này thì chúng ta sẽ phải tính thằng thuế nhập khẩu trước. Sau đó nếu như có thuế tiêu thụ đặc biệt thì các bạn sẽ xác định thuế tiêu thụ đặc biệt cho cô. Như vậy trong trường hợp này của chúng ta có thiết bị này có chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không các bạn? Có đúng không ạ? Như vậy thì các bạn sẽ xác định thuế tiêu thụ đặc biệt. Và thuế tiêu thụ đặc biệt ở đây, phần này thì đương nhiên ngoài các anh chị K41 ra thì các bạn K42 sẽ còn chưa có hình dung được. Thuế tiêu thụ đặc biệt ở đây nó sẽ được tính trên, các bạn lưu ý cho cô là gì ạ? Đối với hàng nhập khẩu thì thuế nó sẽ được tính trên cái giá ban đầu cộng với gì đây các bạn?
cộng với thuế nhập khẩu. Như vậy thì 25% này nó phải tính trên 650 triệu ạ. Như vậy thì chúng ta sẽ ra được 162 triệu 500. Và tiếp theo là gì ạ? Trong trường hợp này, thiết bị này cũng là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Như vậy thì chúng ta sẽ xác định thuế giá trị gia tăng tại khâu nhập khẩu. Và thằng thuế giá trị gia tăng này nó được tính trên gì đây các bạn? Trên 500 triệu là giá tính thuế nhập khẩu này. 150 triệu là gì đây ạ? Là thuế nhập khẩu. Và 162,5 triệu 500 là thuế tiêu thụ đặc biệt. Như vậy là 10% chúng ta được tính trên cả một cái tổng này. Và chúng ta sẽ ra được là 81 triệu 250 ngàn. Như vậy 150, 162,5 và 81,25 này tôi với chỉ xác định đây là thuế thôi các bạn ha. Thuế thôi. Và như vậy thì giả sử công ty này nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, tức là hiện nay trên hiện nay thì trong nền kinh tế của chúng ta có hai phương pháp để xác định thuế. Thứ nhất là phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp. Tuy nhiên các bạn chưa học tới phải là chương số 3. Nhưng cô đang nói giả sử công ty này là một công ty lớn, nó nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, tức là thuế sẽ không bao gồm, thuế giá trị gia tăng không bao gồm ở trong cái sản phẩm. Thì lúc này khi về đến Việt Nam, sản phẩm của chúng ta sẽ gồm gì ạ? 500 triệu giá ban đầu của nó cộng với tiền thuế nhập khẩu 150 triệu cộng với 162,5 là thuế tiêu thụ đặc biệt. Như vậy thì chúng ta sẽ tính ra được là 812,5 triệu. Cái ví dụ này cô muốn hướng đến cho các bạn là gì ạ? Để các bạn thấy được rằng là tại Hàn Quốc thì nó chỉ có giá là 500 triệu thôi. Khi về đến Việt Nam thì nó có cái giá là 812 triệu 500 này. Và khi về đến Việt Nam và đến người tiêu dùng thì theo các bạn giá của nó có phải là 812 triệu 500 không các bạn? Bạn nào tự phát biểu ạ? Các bạn ha? Dạ không ạ. Rồi em giải thích. Dạ tại vì là chưa tính thuế giá trị gia tăng. Cô vừa nói rồi, thuế giá trị gia ok rồi, thuế giá trị gia tăng thì đương nhiên là người tiêu dùng chịu thì chưa tính. Nhưng mà còn cái gì nữa không ạ? Nhật Khanh đúng không? Dạ. Còn gì nữa không anh Nhật Khanh? Theo Nhật Khanh là cái thuế giá trị gia tăng là người tiêu dùng chịu. Ý Nhật Khanh nói là bởi vì người tiêu dùng sẽ còn phải trả thêm 81 triệu 250 ngàn tiền thuế đúng không? Dạ. Yeah. Trong lớp, rồi cô cảm ơn Nhật Khanh ha. Vậy như vậy trong lớp thì còn bạn nào có ý kiến khác không ạ? Nhà thưa cô là còn tiền lời của nhà phân phối nữa. Đúng rồi, bạn nào đây ạ? Nhà Nguyễn Hữu Tiến. Đúng rồi. Bạn Tiến nói rất là đúng, bởi vì nếu như vậy mà tôi mua về tại Việt Nam của tôi là giá là 812 triệu 500. Nếu như Nhật Khanh là tôi chỉ thu thêm 81 triệu 250 ngàn này. Nhưng mà 81 triệu này là tiền thuế tôi phải nộp cho ai các bạn? Tôi phải nộp cho nhà nước, tôi thu của người tiêu dùng nhưng mà tôi nộp cho nhà nước. Như vậy thì tôi sẽ cần phải căn cứ để tôi tính thêm là cái lời mà tôi sẽ được khi mà bán thiết bị này là bao nhiêu nữa. Hoặc là như thế này ạ, khi mà các bạn mua cái thiết bị này về, chúng ta cần phải làm gì ạ? Chúng ta phải lắp đặt nè, chúng ta sửa chữa nè, các cái chi phí khác thêm. Như vậy thì đến khi mà đến với người tiêu dùng thì cái giá rất là cao. Như vậy các bạn thấy được gì ạ? Đối với những sản phẩm mà nhập khẩu thì cái khi mà nó chịu sự tác động của thuế thì cái giá về đến trong nước rất là cao. Mục đích một phần nhà nước can thiệp những chính sách thuế này để làm gì ạ? Để bảo hộ cái nền sản xuất trong nước. Đó là đối với những cái sản phẩm mà chúng ta không sản xuất ra được thì chúng ta có thể thuế thấp, nhưng đối với những sản phẩm mà trong nước cũng sản xuất ra được thì với cái khi mà thuế nó tác động vào giá nó sẽ rất là cao. Như vậy nó sẽ bảo hộ được cái nền sản xuất trong nước. Thì đó là cái ý nghĩa của thuế. Và ngày hôm nay các bạn sẽ được học để các bạn xác định là tại sao thì cái giá để tính thuế tiêu thụ đặc biệt nó lại được cộng như thế này. Thì để mà biết được cái phần này chúng ta sẽ đi vào cái phần thuế tiêu thụ đặc biệt các bạn ha. Hoặc là qua chương 3 các bạn muốn xác định được là cái thiết bị này khi mà đi nhập khẩu làm sao để tính được 81 triệu 250 thì chúng ta phải tính được gì đây các bạn? Phải tính được thuế nhập khẩu
phải tính được thuế tiêu thụ đặc biệt. Vì vậy nên cô muốn các bạn là chúng ta sẽ đi về chương 2 trước các bạn ha. Rồi các bạn chụp cái này lại đi ạ. Các bạn chụp vào chép vào nhé. Cô sẽ không nhắc các bạn nhiều những cái phần này vì đây là cái phần mà chúng ta thấy được rằng là hiện tại thì cái tình hình dịch bệnh nó rất là đang căng thẳng như vậy. Nên cũng không biết là cô trò của chúng ta sẽ có cái dịp mà để dạy trực tiếp trên lớp hay không. Như vậy thì trong những cái con mà cô trao đổi thì những cái gì mà các bạn không nhớ được hoặc là các bạn thấy cần thiết thì các bạn sẽ ghi chép vào để làm cái tài liệu sau này chúng ta ôn thi. Rồi cô chuyển qua slide được chưa các bạn? À, chuyển qua được chưa các bạn hả? Có vẻ cô thấy dùng Zoom nó sẽ tiện hơn dùng cái này nhưng mà lớp chúng ta đông quá. Lớp của chúng ta hiện tại là 117 bạn tham gia. Rồi, các bạn đã ghi chép xong mà khi mà cô hỏi mà không thấy trả lời thì cô mặc định là các bạn đã xong rồi nha. Rồi, chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo ạ. Vậy là chúng ta mới có bạn Tiến với cả Nhật Khanh các bạn ha. Hữu Tiến là của Nguyễn Hữu Tiến của quản trị K42 đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ đi vào chương 2, thuế tiêu thụ đặc biệt. Trong cái chương này thì sau khi học xong thì cô muốn các bạn sẽ nắm được cái một số những cái mục tiêu học tập cơ bản. Tức là cũng tương tự như những cái phần chương 1 thôi. Chúng ta học về một cái sắc thuế nào thì các bạn cần phải biết được gì ạ? À, cái thuế tiêu thụ đặc biệt là gì? Bây giờ từ sau cô, sau khi học chương này cô hỏi các bạn là thế thuế tiêu thụ đặc biệt là gì? Các bạn phải trả lời được. Và cái đặc điểm của nó như thế nào? Với vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt như thế nào? Ba cái này là cái cơ bản đối với một sắc thuế nào các bạn cũng phải nắm được ạ. Chúng ta phải có được cái khái niệm, cái tức là có một cái sự hiểu biết cơ bản về nó. Và trong cái chương này thì chúng ta sẽ đi cụ thể hơn. Nếu như chương 1 các bạn đang đi chung là những cái yếu tố cấu thành một cái luật thuế như vậy thì khi mà sang từng luật thuế cụ thể thì chúng ta sẽ đi cụ thể vào. Lúc này thì đối tượng của thuế tiêu thụ đặc biệt là gì? Đối tượng nào không chịu thuế? Đối tượng nào chịu thuế và ai là người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Và các bạn quan trọng hơn là cái phần này. Các bạn xác định được cho cô cái phương pháp tính thuế, giá tính thuế và cái thuế suất hiện hành như thế nào. Bởi vì các bạn nắm được cái này thì sau này các bạn mới có thể tính toán được ra một cái giả định ra là cô đưa ra là gì ạ? À, một cái doanh nghiệp đang hoạt động với cái mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như vậy thì trong năm với những cái nghiệp vụ kinh tế như thế thì các bạn sẽ xác định cho cô được rằng là thuế tiêu thụ đặc biệt nó phải nộp là bao nhiêu. Và đồng thời đối với thuế tiêu thụ đặc biệt nó có một cái phần mà các bạn rất dễ nhầm với thuế giá trị gia tăng. Đó là về phần khấu trừ thuế ạ. Và để mà rõ được những cái mục tiêu này thì cô trò chúng ta sẽ phải tìm hiểu và trao đổi với nhau trong 10 tiết, như vậy là khoảng 2 buổi. Buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ đi được một nửa thôi ạ. Và cái phần này thì cô đã cho các nhóm, cô đã nói trước rồi là các bạn sẽ gì ạ? Các bạn sẽ thảo luận. Các bạn đã đọc trước tài liệu rồi ạ. Bởi vì học như vậy thì nó cũng rất là hơi khó khăn cho các bạn. Nên cô mới muốn thời gian cho các bạn là để các bạn sẽ đọc trước tài liệu. Rồi. Như vậy thì đối với... Bây giờ cô sẽ hỏi một bạn nào đi ha. Các bạn muốn bây giờ hỏi nhóm hay là hỏi cá nhân các bạn? Hỏi nhóm đi cô. Nhưng mà nhóm các bạn có trao đổi với nhau cùng nhóm không? Tức là cái quá trình lúc mà về nhà cô cho các bạn đó, hôm trước cô thông báo trên Moodle đó thì các bạn có. Lớp này đông quá, 142 người lận. Từ nay về sau là khoa tự chia nhóm các bạn nhé, là chúng ta không cần phải tự phân nhóm nữa mà là khoa sẽ chia luôn. Có nhóm nào xung phong không các bạn? Có nhóm nào xung phong không ạ?
Bây giờ các bạn trong quá trình học mà các bạn đã tìm hiểu rồi đó, bây giờ cô muốn hỏi xem các bạn hiểu về thuế tiêu thụ đặc biệt như thế nào. Các bạn hiểu về thuế tiêu thụ đặc biệt như thế nào thì các bạn sẽ chạy lại ha. Rồi bây giờ cô cho các bạn thêm 5 phút để các nhóm tự ngồi. Các bạn có thể có group riêng hay là gì đấy để các bạn có thể trả lời cho cô là trong quá trình tìm hiểu. Thì đó, bây giờ các bạn hiểu thuế tiêu thụ đặc biệt như thế nào? Hoặc là các bạn có thể định nghĩa xem thuế tiêu thụ đặc biệt là gì ha. Cho các bạn 5 phút nha. Bây giờ là 14 giờ 30 rồi. 14 giờ 35 cô sẽ hỏi lại các bạn. Khi nào mà cô gọi thì cô còn nói là nó các bạn có thể nhắn tin vô, các bạn có thể nhắn vô phần chat này, là nhóm nào để cô biết. Rồi các bạn hết thời gian thảo luận ạ. Khi mà trả lời các bạn sẽ đọc là nhóm mấy. Các bạn lưu ý nhá, nếu mà trong khi mà các bạn trả lời, các bạn tìm hiểu ấy, thì các bạn sẽ phải giải thích nó ra. Còn nếu như mà cái khái niệm đó cô đã có trong bài giảng rồi mà các bạn đọc lên ấy, thì cái đó cô sẽ không cần, mà cô muốn các bạn cái khái niệm đấy các bạn đọc lên được. Các bạn giải thích cho cô như thế nào. Đó, cái các bạn hiểu thì nó mới là cái chúng ta tìm hiểu thêm. Còn nếu bây giờ cô đưa cho các bạn một cái slide mà các bạn đọc y chang những cái gì mà cô đưa cho các bạn thì nó đâu có hiệu quả đâu. Rồi nhóm 18 có bắt đầu giải thích đi ạ. Thuế đặc biệt là một loại thuế gián thu. Thuế gián thu là một loại thuế mà người chịu thuế và người nộp thuế không phải cùng một người. Rồi, Có thể là là nhóm 18 dừng lại. Như vậy thì nhóm 18 các bạn đang trả lời là thuế tiêu thụ đặc biệt. Nhớ là thuế tiêu thụ đặc biệt nha cả lớp, không phải là thuế đặc biệt, là thuế gián thu. Rồi, như vậy thì thuế gián thu thì theo các bạn ai là người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ạ? Dạ, người nộp thuế là doanh nghiệp và người chịu thuế là người tiêu dùng ạ. Người nộp thuế là doanh nghiệp và người chịu thuế là người tiêu dùng. Rồi, tiếp theo ạ. Đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ thì trong này gồm có những hàng hóa và dịch vụ không được khuyến khích theo góc độ lợi ích của xã hội. Ví dụ như là các loại rượu, bia, thuốc lá, các loại dịch vụ kinh doanh vũ trường, karaoke hoặc là golf, vân vân ạ. Ừ, đó là một số nhóm hàng hóa dịch vụ mà chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mà bạn vừa nói. Tức là ngoài cái việc mà em nói là một số cái hàng hóa dịch vụ mà nó không được khuyến khích, tức là nó có hại khi mà tiêu dùng cho xã hội thì cho cái người sử dụng, thì ngoài ra nó cái những cái nhóm hàng hóa dịch vụ mà các em tìm hiểu thì nó còn là những cái nhóm hàng hóa dịch vụ nó thuộc cái gì nữa ạ? Tức là chỉ có rượu bia thuốc lá rồi kara này rồi vũ trường, đó là bạn cho rằng là những cái nhóm hàng hóa dịch vụ mà nhà nước chúng ta không khuyến khích, thì nó còn có những cái nhóm hàng hóa gì nữa không ạ? Những nhóm hàng hóa thuộc xa xỉ phẩm ạ. Đúng rồi, Nhóm xa xỉ, ví dụ như là gì ạ? ví dụ như là xe ô tô hai mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung lượng dung tích lớn và các loại ô tô có dưới 24 chỗ ngồi. Rồi, đó là ô tô đi. Rồi. Tiếp theo còn gì nữa không ạ? Các loại xăng ạ. Ừ, rồi, những cái đấy được rồi. Tạm thời những nhóm hàng hóa cũng hỏi. Như vậy là bạn vừa trả lời là gì ạ? Thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế, thứ nhất nó là thuế gián thu, bởi vì là thuế gián thu này. Thứ hai là nó đánh trên những cái hàng hóa dịch vụ mà nó thuộc sự quản lý của nhà nước, đúng không ạ? Mục và theo các bạn thì thuế tiêu thụ đặc biệt tại Việt Nam thì nó có cái nhóm đối tượng của nó, cái nhóm đối tượng chịu thuế của nó, những cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ nó có nhiều như là thuế giá trị gia tăng, các bạn thấy không ạ? Dạ không ạ. Thuế tiêu thụ đặc biệt thì có phạm vi nhỏ hơn thuế giá trị gia tăng. Các bạn mà thấy nó có phạm vi nhỏ hơn rồi, cảm ơn nhóm số 18 ạ. Rồi như Dạ. vậy thì các nhóm khác có nhóm nào có muốn bổ sung gì không ạ?
cô không mở được danh sách nhỉ? Đòi để hỏi thử xem. Nhóm 9 còn bổ sung gì không nhóm 9 ơi? Dạ không ạ. Rồi nhóm số 12, à nhóm 21 ạ. Dạ có ạ. Rồi bạn bạn nhóm của bạn này bổ sung gì ạ? Rồi một bạn khác ngoài bạn Tân đi ạ. Nhóm 21 có bạn nào ngoài bạn Tân trả lời không ạ? Không có bạn nào thì cô lại gọi nhóm bạn nhóm tiếp theo nha. Cái danh sách của cô bị làm sao mà lại không mở được? À đây rồi. Nhóm 21 là nhóm của ai đây? Lê Thanh Tân, à, bạn Nguyễn Châu Gia Hân ạ. Bạn Nguyễn Châu Gia Hân có không ạ? Dạ, dạ có em đây ạ. Rồi có bổ sung gì không ạ? Bạn có bổ sung gì thêm ý kiến của nhóm số 21 không ạ? Dạ thưa cô là không ạ. Rồi bạn Quan Mẫn Nhi ạ. Bạn Quan Mẫn Nhi có không ạ? Dạ có cô ơi. Các bạn có, các bạn nhanh nha. Dạ. Chứ không là cô đợi các bạn trả lời là cô đánh dấu xong là vắng rồi đó. Dạ. Dạ em không có ý kiến. Em có hệ thông gì con? Rồi nhóm dạ. Này mình đem qua nhóm 21 này coi. Nguyễn Tự Như ý, Nguyễn Tự Như có không ạ? Dạ có. Dạ có. Rồi bạn Như ý có bổ sung gì không ạ? Dạ. Dạ. Việc dạ, em bổ sung là thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ thu ở khâu sản xuất hoặc khâu nhập khẩu. Là một khâu, ok rồi. Cái phần này thì lát nữa cô sẽ đi vào phần sau ha. Rồi cảm ơn các bạn. Nhà mình hỏi qua về nhóm 18. Nguyễn Thị Cẩm Nhung. Ban nãy phát biểu là bạn nào ạ? Dạ bạn Quỳnh Hoa cô. À, Đinh Thị Quỳnh Hoa. Bạn Nguyễn Huỳnh Nhật Quang có không ạ? Nguyễn Huỳnh Nhật Quang. Vậy là Nguyễn Huỳnh Nhật Quang hôm nay vắng đúng không? Rồi như vậy thì nhóm 18 vừa có vậy thích này, nhóm 21 rồi này. Rồi nhóm số 4 của Khánh Nguyên có bổ sung gì không các bạn? Dạ không ạ. Rồi nhóm 15 ạ. Nhóm 15 của các bạn có bổ sung gì không ạ? À, dạ không ạ. Rồi, như vậy thì cảm ơn các nhóm ha. Các bạn đã trao đổi và các bạn đã tìm hiểu thì các bạn đã trả lời được là gì ạ? Khái niệm về thuế tiêu thụ đặc biệt. Vì giống như buổi đầu cô nói với các bạn là từ cái phần các cái chương sau trở đi thì chúng ta sẽ phân loại các cái luật thuế dựa theo cái tiêu thức, đó là theo cái phương thức huy động của thuế. Tức là chúng ta sẽ có hai cái phân loại, là một là thuế trực thu và thuế gián thu. Như vậy thì theo cái tiêu thức, phương thức huy động của thuế thì chúng ta có thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ là thuế gián thu. Và đây là một số cái đối tượng, cái nhóm hàng hóa dịch vụ mà chịu thuế này, chẳng hạn như là thuốc lá này, xăng này, bia này, rượu bia các bạn ha, rồi ô tô. Rồi đây là những cái nhóm hàng hóa mà dịch vụ chịu thuế. Như vậy chúng ta có một cái khái niệm này, thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu, thu vào một số hàng hóa dịch vụ nằm trong danh mục nhà nước quy định, cần điều tiết sản xuất hoặc là tiêu dùng. Tức là các bạn hình dung cho cô là gì ạ? Những cái nhóm hàng hóa dịch vụ này nó nằm trong một cái danh mục mà nhà nước của chúng ta muốn điều tiết sản xuất hoặc là tiêu dùng. Các bạn có hiểu điều tiết sản xuất nghĩa là gì không ạ? Điều tiết sản xuất hoặc tiêu dùng, các bạn có hiểu cái cụm từ này không ạ? Có bạn nào không ạ? Rồi em phát biểu đi. Dạ thưa cô, điều tiết sản xuất hoặc tiêu dùng là ví dụ như khi nhà nước muốn thúc
muốn giảm cái việc nhập khẩu những cái mặt hàng ví dụ như là xe hơi từ nước ngoài để giúp đỡ cho các doanh nghiệp xe hơi trong nước phát triển, hoặc là làm giảm đi cái việc tiêu thụ xa xỉ phẩm không cần thiết mà gần như được coi là lãng phí, thì khi đó người ta sẽ dùng thuế tiêu thụ đặc biệt. Rồi, cô cảm ơn Nguyên. À, đúng rồi các bạn ha, bạn Nguyên nó cũng có ý đúng rồi. Tức là chúng ta điều tiết sản xuất hoặc là tiêu dùng. Tức là khi mà nhà nước muốn, giả sử như là các doanh nghiệp mà đang sản xuất những cái mặt hàng hóa dịch vụ đó nhiều quá, quá là nhiều, tràn lan những cái mặt hàng hóa dịch vụ mà về gây độc hại cho người sử dụng, chẳng hạn như là thuốc lá này, rượu bia, hoặc là gây ảnh hưởng cho cộng đồng. Nhà nước muốn điều tiết, tức là muốn kìm hãm lại thì phải tăng thuế lên, bởi vì thuế này nó tính vào giá của sản phẩm. Khi mà có thuế thì giá sản phẩm nó sẽ tăng lên cao. Như vậy giá cao thì nhu cầu người mua sẽ ít hơn, như vậy thì sẽ là điều tiết sản xuất. Hoặc tương tự như vậy tiêu dùng, à cũng khi mà giá cao như vậy thì người tiêu dùng bắt buộc là nó sẽ có cái gì ạ? À? Cái xu hướng là sẽ mua ít hơn. Như vậy đó là điều tiết sản xuất hoặc tiêu dùng. Hoặc ý của Nguyên nói là gì? À bây giờ trong nước của tôi cũng có mặt hàng A, nước ngoài cũng có mặt hàng A. Như vậy bây giờ các doanh nghiệp mà đi nhập khẩu sản phẩm A từ nước ngoài về, nhà nước muốn bảo hộ cái nền sản xuất trong nước, muốn bảo hộ cái sản phẩm A này trong nước thì cũng sẽ đánh thuế lên một số những cái nhóm hàng hóa dịch vụ đó. Để làm gì ạ? À? Khi mà đánh thuế lên rồi thì thuế nó cao hơn, như các bạn vừa thấy trường hợp mà chúng ta vừa đi nhập khẩu sản phẩm Y đó, từ 500 triệu mà về đến Việt Nam là giá nó đã là 812 triệu rồi. Như vậy thì đó là cái việc mà nhà nước của chúng ta muốn điều tiết sản xuất hoặc tiêu dùng. Và từ nay về sau thì nhắc đến thuế tiêu thụ đặc biệt, các bạn nhớ cho cô cái cụm từ là cái nhóm hàng hóa dịch vụ nằm trong danh mục điều tiết sản xuất hoặc là tiêu dùng của nhà nước ha. Sau này nó sẽ là hai cái khác biệt cơ bản nhất đối so với tăng thuế giá trị gia tăng. Rồi, như vậy thì những cái hàng hóa dịch vụ đặc biệt mà các bạn đã tìm hiểu rồi, nó là những cái hàng hóa mà không được khuyến khích tiêu dùng xét trên góc độ lợi ích xã hội. Các bạn lưu ý nhé, khuyến khích không, chúng ta không được khuyến khích tiêu dùng, nó sẽ khác cho với cái việc cấm. Bởi vì khi mà đã cấm là nó sẽ ban hành dưới luật, dưới các văn bản. Ví dụ như bây giờ tôi không hề có luật là tôi cấm hút thuốc lá, tôi cấm ấm gì ạ, tôi cấm uống rượu bia, mà là đây là những cái nhóm hàng hóa xét trên cái góc độ lợi ích của xã hội. Thì nhà nước của chúng ta sao ạ? Xét trên cái lợi ích này thì lúc này nhà nước của chúng ta không khuyến khích tiêu dùng những cái sản phẩm này. Vì vậy nhà nước đưa vào đó là những cái nhóm hàng hóa dịch vụ sẽ chịu thuế. Nhớ là khuyến khích, không khuyến khích chứ không phải là cấm các bạn ha. Rồi tiếp theo là gì ạ? Đặc điểm của những cái nhóm hàng hóa này thì chúng ta thấy rồi, hiện tại thì nó cũng không có nhiều quá đâu. Một số những cái hoạt động ban nãy bạn nhóm 18 có nói là gì ạ? Ngoài ra nó còn có những cái hàng hóa thuộc là xa xỉ phẩm, hoặc là những cái nhóm hàng hóa của những người có thu nhập cao. Bởi vì giả sử như ô tô này, tàu bay, du thuyền và những cái mặt hàng hóa này chỉ có những người mà có cái thu nhập cao trong xã hội thì họ mới có cái khả năng mà để mua được những cái sản phẩm này ạ. Và như vậy thì cái khái niệm này các bạn nhớ cho cô ha. Và trước khi mà chúng ta đi xong phần khái niệm này thì cô muốn hơi nhắc cho các bạn như thế này ạ. Thuế tiêu thụ đặc biệt của chúng ta thì nó cũng ra đời từ rất lâu rồi các bạn. Nhưng mà bắt đầu từ cái cải cách thuế vào năm 97 thì chúng ta mới ban hành cái luật thuế tiêu thụ đặc biệt, và đến năm 99, ngày 1 tháng 1 năm 1999 thì có hiệu lực. Và cho đến nay thì luật thuế tiêu thụ đặc biệt của chúng ta đã được thay đổi thường xuyên rồi. Bởi vì cái việc này, những cái nhóm hàng hóa dịch vụ này các bạn thấy là gì ạ? Nó xét trên cái góc độ lợi ích xã hội. Như vậy thì tùy mỗi cái điều kiện phát triển của nền kinh tế thị trường, cái thị hiếu, cái nhu cầu của con người sẽ khác nhau. Các bạn biết ở cái thời kỳ bao cấp của chúng ta, cái nhóm hàng hóa xa xỉ phẩm được coi là ví dụ như là mỹ phẩm đi. Thời đó, thời kỳ bao cấp mà sử dụng mỹ phẩm, mua mỹ phẩm, đây là những nhóm hàng hóa xa xỉ phẩm. Bởi vì sao ạ? Lúc đó cuộc sống của người ta, người dân còn khó khăn. Người ta cho rằng là những cái mặt hàng như mỹ phẩm này, khi mà tiêu thụ nó là những cái đối tượng sử dụng những cái hàng hóa đó là xa xỉ, lãng phí, người ta tính thuế. Nhưng mà cho đến hiện nay thì các bạn thấy sao ạ? Khi mà cuộc sống con người phát triển, điều kiện kinh tế của chúng ta cũng ngày càng phát triển, thì những cái nhu cầu đó là nhu cầu thiết yếu của con người rồi, thì cái nhóm hiện nay thì cái mỹ phẩm nó không phải là nhóm hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nữa. Thì đó chính là một trong những cái mà các bạn phải lưu ý, đó là luật thuế này nó sẽ thay đổi thường xuyên.
để nó phù hợp với cái điều kiện thực tế của đất nước. Và mỗi quốc gia thì nó sẽ có chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt khác nhau. Hiện nay ở Việt Nam của chúng ta là rượu bia là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Nhưng ở một số nước gì ạ, thì nước ngọt cũng là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Bởi vì chính phủ của họ cho rằng là gì ạ? À, nước ngọt khi mà tiêu dùng thì nó cái hàm lượng ga của nó rất là nhiều và con người sử dụng thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, ví dụ như là tiểu đường này, béo phì. Như vậy thì ở một số nước thì sẽ có những cái nhóm hàng hóa dịch vụ khác nhau. Như vậy các bạn luôn luôn lưu ý cho cô là chính sách thuế, luật thuế của một quốc gia thì nó sẽ có hiệu lực ở trong quốc gia đó thôi các bạn ha. Có thể là ở Việt Nam của chúng ta karaoke là dịch vụ chịu thuế, nhưng mà đi ra khỏi biên giới Việt Nam ở một đất nước khác thì có thể đây nó sẽ là nhóm dịch vụ không chịu thuế. Như vậy các bạn lưu ý cho cô là như vậy ạ. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đi về đặc điểm của thuế tiêu thụ đặc biệt. Cái phần đặc điểm của thuế tiêu thụ đặc biệt này, thứ nhất, các bạn mà đã tìm hiểu ở trong tài liệu rồi thì các bạn cho cô biết là thuế tiêu thụ đặc biệt, các bạn có thể giải thích cho cô được những cái đặc điểm này không ạ? Thứ nhất là đây là gì ạ? Phạm vi chi phối của thuế tiêu thụ đặc biệt không rộng như thuế giá trị gia tăng. Các bạn có thể giải thích được cái đặc điểm này không ạ? Phạm vi chi phối của nó thì không rộng như thuế giá trị gia tăng các bạn ha. Rồi có bạn nào không ạ? Em là Diễm Quỳnh, em muốn giải thích phần đặc điểm phạm vi chi phối của thuế tiêu thụ đặc biệt. Ừ. Thưa cô, là phạm vi chi phối của thuế tiêu thụ đặc biệt đó là không rộng như thuế giá trị gia tăng, bởi vì đó là thuế này nó sẽ áp dụng lên một số hàng hóa và dịch vụ đặc biệt và nó thay đổi tùy theo các quốc gia theo từng thời điểm. Và thông thường á thì các nhóm hàng hóa dịch vụ thuộc cái thuế tiêu thụ đặc biệt này á là sẽ gây ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe người tiêu dùng, hoặc là những hàng hóa dịch vụ cao cấp đắt tiền gây lãng phí. Nên nếu như mà mình xét trên góc độ lợi ích xã hội á thì và cái danh mục hàng hóa này sẽ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thay đổi tùy thuộc vào điều kiện phát triển kinh tế và mức sống của cư dân của từng quốc gia từng thời điểm. Cho nên là nó phải thu hẹp và nó thường xuyên thay đổi ạ. Tức là, rồi cảm ơn bạn Quỳnh. Bạn Quỳnh dạy, các bạn có nghe rõ Quỳnh nói không ạ? Bạn Quỳnh giải thích cũng khá là đúng rồi các bạn ha. Cái phạm vậy vì chúng ta nói rồi là những cái nhóm sản phẩm này là những cái sản phẩm mà nhà nước không khuyến khích sử dụng, hoặc là những cái gọi là xa xỉ phẩm, hoặc có những người có thu nhập đối với những người mà có thu nhập cao. Còn các bạn thấy những thuế giá trị gia tăng, rồi hỏi thêm Diễm Quỳnh đi ha. Thuế giá trị gia tăng mà như Quỳnh trái Quỳnh thử kể tên một số những cái mà em biết trong một cuộc sống hàng ngày mà chúng ta đang sử dụng mà nó chịu thuế giá trị gia tăng đi ạ. Diễm Quỳnh đâu ạ? Dạ, thưa cô, là có một số hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng đó là... Theo em biết thôi chứ em cô không cần bắt Quỳnh phải kể hết tất cả những cái nhóm hàng hóa mà theo Quỳnh biết trong cái cuộc sống hàng ngày mà như bằng cái trải nghiệm của bản thân mình thì mình thấy những cái nhóm hàng hóa như thế nào ạ? Ví dụ kể tên coi. Cô, là em thấy gần nhất là chẳng hạn như là cái sản phẩm mà là giống cây trồng á. Rồi cái sản phẩm như là phân bón, thuốc sâu. Giống cây trồng, rồi phân bón, thuốc sâu. Lưu ý nha, cái mà cô cần Quỳnh hướng tới lẽ ra là nó là những cái nó sẽ gần hơn với các bạn, chẳng hạn như gì ạ, sách vở, bút thước, quần áo, rồi gạo thóc, các thứ đó là những cái thứ hàng ngày. Các bạn thấy đó là những cái thứ thiết yếu hay là không thiết yếu hả các bạn? Đồ ăn, đồ uống của chúng ta hàng ngày, chúng ta đi siêu thị mua mà các bạn để ý thì nó sẽ có thuế 10%. Thì các bạn thấy đó là những cái thứ hàng hóa thiết yếu đúng không ạ? À, hàng hóa thiết yếu thì con người sẽ có nhu cầu sử dụng của nó hàng ngày và nó sẽ có mặt ở khắp mọi nơi, ở mọi chỗ và ai cũng có nhu cầu đó. Tôi là người có thu nhập thấp, tôi cũng phải ăn. Tôi là người có thu nhập cao, tôi cũng phải ăn, cũng phải sinh hoạt, tôi cũng phải có phục vụ cho những nhu cầu cá nhân. Như vậy thì thuế giá trị gia tăng nó là đối với những hàng hóa dịch vụ thiết yếu rồi. Còn anh thuế tiêu thụ đặc biệt này là chỉ những cái nhóm hàng nào mà nằm trong danh mục mà nhà nước chúng ta quy định thôi. À, thứ nhất là gì ạ?
những hàng hóa sử dụng mà không có có hại cho xã hội, cho sức khỏe của người sử dụng, tức là không được nhà nước khuyến khích, rồi những cái sản phẩm mà xa xỉ phẩm của những cái đối tượng sử dụng có thu nhập cao, thì nó là chỉ là một nhóm thôi. Và như Diễm Quỳnh nói rất là đúng ha, nó sẽ thay đổi theo thời gian, theo cái sự phát triển của nền kinh tế đất nước, tùy mỗi thời điểm mà cái nhóm hàng hóa dịch vụ này nó sẽ thay đổi khác nhau. Chính vì vậy chúng ta luôn luôn nhớ cho cô là cái phạm vi chi phối của thuế tiêu thụ đặc biệt nó sẽ hẹp hơn so với thuế giá trị gia tăng các bạn ha. Như vậy cô cảm ơn Diễm Quỳnh rất là nhiều. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái đặc điểm thứ hai. Các bạn nhớ, các bạn có thể note nó vào, hoặc là các bạn không thì các bạn cũng nhớ, nhưng mà sau này đi thi hoặc là học trắc nghiệm, làm bài trắc nghiệm thì nó cũng sẽ liên quan đến những cái phần này ha. À, thuế suất, thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế gián thu có mức thuế suất cao. Thì cái nội dung này thì cô sẽ giải thích cho các bạn, bởi vì các bạn chưa học đến thuế suất. Hiện tại, rồi để so đi, so với thuế giá trị gia tăng cô vừa nói các bạn là những cái nhóm hàng hóa là nó thiết yếu. Hiện nay thì mức thuế suất thuế giá trị gia tăng các bạn biết là bao nhiêu phần trăm ạ? Bao nhiêu phần trăm các bạn? Để hỏi thử ha. Thôi phần này để cô hỏi thử một bạn đi. Cho cô biết xem hiện nay những mà em thấy thì thuế giá trị gia tăng có mức thuế suất là bao nhiêu? Hoàng Thị Lệ Quyên ạ. Hoàng Thị Lệ Quyên ạ. Đấy, Hoàng Thị Lệ Quyên vắng ha. Rồi gọi một bạn khác thử coi. Đoàn Ngọc Đạt, Quảng Trị K41. Dạ em đây cô. Đoàn Ngọc Đạt, Quảng Trị K41. Rồi cho cô biết rằng là theo em được biết thì hiện nay cái mức thuế suất của thuế giá trị gia tăng là bao nhiêu ạ? Cô vừa nói rồi, thuế giá trị gia tăng là những cái nhóm hàng hóa dịch vụ, là nó là những nhóm hàng hóa dịch vụ thiết yếu, tức là hàng ngày chúng ta đều gặp rồi. Các bạn đi ra siêu thị, các bạn mua sắm quần áo, rồi tivi, tủ lạnh hay là đồ ăn, đồ uống của các bạn ở các nhà hàng đều là chịu thuế giá trị gia tăng rồi. Thì cái mức thuế suất mà em biết thì hiện nay nó là bao nhiêu phần trăm hả Đạt? Dạ. K41 mà không biết là trả lời các em cười cho đấy nha. Là bao nhiêu? Dạ 10% đó cô. 10%. 10% thôi hay là còn có cái nào hơn 10% không? Hay là thấp hơn 10% mà em biết không? Đã có. Rồi bạn nào giúp bạn Đạt kìa. Dạ thưa cô là còn có 0% và 5%. 0% và 5%. À, rồi như vậy thì chúng ta thấy rằng là gì? Cảm ơn bạn ha. Hiện nay thì chúng ta thuế giá trị gia tăng như bạn vừa một bạn nữ vừa trả lời đó, với mức thuế suất hiện nay là 0%, 5% và 10%. Nó phạm vi của nó rất là rộng nhưng mà thuế suất của nó thấp các bạn ha. Còn thuế tiêu thụ đặc biệt mà lát nữa các bạn học các bạn sẽ thấy gì ạ? Thuế suất của thuế tiêu thụ đặc biệt rất là cao. 40%, 50%, 60%, 70% tùy từng nhóm hàng hóa dịch vụ nhà nước của chúng ta chia ra rất là chi tiết các bạn nhé. Rất là chi tiết và cụ thể, như vậy thì nó có phạm vi chi phối hẹp nhưng mà thuế suất của nó lại rất là cao các bạn ha, so với thuế giá trị gia tăng mà các em đang gặp ở trong cái cuộc sống hàng ngày và những cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ 10%, mà đối với thuế tiêu thụ đặc biệt thì thuế suất của nó rất là cao. Đối với các có những hàng hóa như là thuốc lá hiện nay á là 75%, thuế suất của nó là 75%, hoặc là như rượu là 65%, rất là cao các bạn ha. Rượu bia là 65%. Như vậy đặc điểm thứ hai đây đó là thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế gián thu có mức thuế suất rất là cao các bạn nhé. Và đặc điểm thứ ba của nó đó là gì ạ? Thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ thu ở một giai đoạn. Rồi cái đặc điểm thứ hai ba này là chỉ thu ở một giai đoạn này, nó cũng khác luôn cho với anh thuế giá trị gia tăng nữa. Đó là nếu như mà các bạn thấy, các bạn đi vào siêu thị, các bạn đi mua một cái sản phẩm là áo sơ mi từ siêu thị,
thì trong cái giá mà tính tiền nó sẽ có thuế suất, và từ công ty sản xuất bán cho siêu thị thì cũng sẽ tính thuế giá trị gia tăng. Như vậy thì đối với thuế giá trị gia tăng thì ở mọi khâu từ tiêu dùng cho đến sản xuất, từ sản xuất cho đến lưu thông và đến tiêu dùng cuối cùng nó đều chịu sự chi phối của thuế. Nhưng thuế tiêu thụ đặc biệt này nó chỉ thu ở một giai đoạn thôi. Tức là như thế nào? Tôi sản xuất, tôi bán ra cho anh A, cho anh B, cho anh C, thì tôi chỉ tính thuế ở giai đoạn tôi bán cho anh A thôi. Và hoặc là tôi đi nhập khẩu từ nước ngoài về thì ở khâu nhập khẩu đầu tiên đó tôi chịu thuế thôi. Như vậy là nó chỉ thu trên một giai đoạn thôi các bạn nhé. Các bạn phải luôn luôn nhớ cho cô cái đặc điểm cơ bản này, đó là thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ thu trên một giai đoạn. Đây cô sẽ có một cái slide này hình dung cho các bạn cho nó dễ hơn ha. Đây, cái phần này đáng nhẽ phải đưa ra. Các bạn nhìn lên đây đi ạ. Các bạn nhìn lên cái slide này đi. Giả sử như trong trường hợp này, công ty thuốc lá Sài Gòn sản xuất ra thuốc lá Vinatapa, đây là nhóm hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Công ty thuốc lá Sài Gòn này sản xuất ra thuốc lá và tôi bán cho nhà phân phối cấp 1. Đây, các bạn chỉ hình dung cho cô đó là những đại lý thôi, cho nhà phân phối cấp 1. Và phân phối cấp 1 này tôi lại bán cho phân phối cấp 2, và giả sử người tiêu dùng là người tiêu dùng cuối cùng ở đây, thì đối với thuế tiêu thụ đặc biệt chúng ta chỉ tính trên một giai đoạn này thôi các bạn nhé. Còn đối với thuế giá trị gia tăng, giả sử trong trường hợp này thì thuế giá trị gia tăng nó sẽ tại khâu đầu tiên, từ thuốc lá Sài Gòn đến phân phối cấp 1 là tính thuế giá trị gia tăng, và tại khâu tiếp theo phân phối cấp 1 đến phân phối cấp 2 cũng tính thuế giá trị gia tăng, và người tại khâu mà người tiêu dùng cuối cùng này cũng thu thuế giá trị gia tăng. Nhưng đối với thuế tiêu thụ đặc biệt thì các bạn lưu ý cho cô là gì ạ? Nó chỉ tính trên một giai đoạn thôi. Đó là cái đặc điểm mà các bạn phải nhớ được. Rồi bây giờ cô hỏi đến cái vai trò đi. Cô chia sẻ. Các bạn chưa nghe thấy? Các bạn chưa cô thấy cô chia sẻ màn hình à? Cô chia sẻ rồi mà. Đây, cô mới tắt để cô, các bạn kêu không thấy nên cô mới tắt lại nè. Nhưng mà các bạn nên đi học cái phần này, các bạn nên để theo cái slide mà cô gửi cho các bạn, mà các bạn in ra nhá, thì các bạn ghi lại nó dễ hơn. Thấy chưa ạ? Thấy chưa lớp trưởng? Dạ rồi. Với lại khi mà không thấy hay là có vấn đề gì các bạn phải nói cho nó nhanh nha, đừng có chat. Bạn nào nói cũng được, những cái lúc mà giả sử như cô ơi ồn quá, hoặc là cô ơi tụi em không nghe rõ, hoặc cô ơi chưa thấy màn hình, chúng ta phải những cái này chúng ta phản xạ nó nhanh lên. Rồi, như vậy là ba cái đặc điểm này các bạn rõ chưa ạ? Các bạn có thắc mắc gì ở ba cái đặc điểm này không ạ? Nếu không thì chúng ta sẽ chuyển qua cái phần về vai trò nhé. Rồi bây giờ vai trò các nhóm cũng đã đọc tài liệu rồi, các bạn thảo luận về cái vai trò đi ạ. Ở vai trò đầu tiên mà các bạn tìm hiểu được ấy, đó là vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt, đó là điều tiết hướng dẫn sản xuất tiêu dùng hàng hóa dịch vụ đặc biệt. Thì vai trò này nhóm nào giải thích được không ạ? Thực ra những cái này rất là dễ các em ha. Từ cái đặc điểm mà như các bạn nói rồi, lúc nãy Khánh Nguyên, Diễm Quỳnh vừa nói rồi, thì chúng ta cũng thấy rõ được cái vai trò rồi. Cái vai trò đầu tiên mà tiên quyết của thuế tiêu thụ đặc biệt
đó là điều tiết hướng dẫn sản xuất tiêu dùng hàng hóa dịch vụ đặc biệt. Thì bạn nào, nhóm nào có thể giải thích ạ? Cái này cũng chỉ là giải thích lại thôi. Có nhóm nào xung phong không ạ? Có nhóm nào xung phong không các bạn? Nhóm nào xung phong thì các bạn lên tiếng nhá. Nhóm nào xung phong không ạ? Dạ nhóm 15, nhóm 15 xung phong ạ. Rồi nhóm 15 trả lời đi ạ. À, dạ cái phần là điều tiết hướng dẫn sản xuất tiêu dùng hàng hóa với dịch vụ đặc biệt á, à, theo nhóm em á, thì do cái thuế suất cao nên là nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc quyết định tiêu dùng, bởi vì nhà nước muốn hạn chế lại sản xuất và tiêu dùng những các loại hàng hóa và dịch vụ mà không có lợi cho xã hội và nó không được nhà nước khuyến khích tiêu dùng, nên là là em cho rằng là với cái đặc điểm là có thuế suất rất là cao thì nhà nước sẽ phần nào khi mà tác động vào thuế tiêu thụ đặc biệt vào hàng hóa dịch vụ thì sẽ để nhằm mục đích, đó là chúng ta muốn những cái mặt hàng mà chúng ta muốn tiêu dùng ít đi, có hại mà tiêu dùng ít đi thì thuế nó cao lên, thì giá sẽ đẩy lên cao và người tiêu dùng sẽ mua ít hơn, đúng không? Dạ, và dịch vụ đặc biệt cũng vậy. Như vậy thì còn một nữa đó là gì ạ? Đối với những cái hàng hóa mà nhập khẩu thì nhà nước của chúng ta cũng sẽ muốn can thiệp vào bằng cái chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt này, cũng một phần là để hướng dẫn cái việc sản xuất ở trong nước các bạn ha, tức là để bảo hộ cái nền sản xuất ở trong nước. Nếu mà những thường thì các bạn sẽ hình dung là gì ạ? À, chính phủ sẽ đánh thuế cao đối với những mặt hàng mà trong nước cũng có sản xuất, và đương nhiên thì sẽ là thuế thấp với những cái mặt hàng mà trong nước của chúng ta mà chưa sản xuất được các bạn ha. Rồi, cảm ơn nhóm số 15. Rồi, vai trò thứ hai đó là thực hiện phân phối công bằng hợp lý. Nhóm số 25 ạ. Nhóm 25 đâu ạ? Nhóm 25 có ai không ạ? Nhóm 25 thấy xung quanh nhiều giải thích. Dạ, có. Dạ, vai trò thứ hai thực hiện phân phối công bằng hợp lý là giúp tái phân phối thu nhập của những người thu nhập cao. Ví dụ là những người mua xe ô tô 7 chỗ chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt đóng cho nhà nước, tiền thuế này thu được sẽ cung cấp cho các dịch vụ công. Để thưa cô em xin hết. Rồi, cảm ơn nhóm 15. Nhóm 25, còn nhóm nào bổ sung không ạ? Có nhóm nào bổ sung không ạ? Như cô có nhóm 5. Rồi nhóm 5 đi ạ. Như cô là nhóm 5 bổ sung phần thực hiện phân phối công bằng hợp lý. Đó chính là nói ở đây là chẳng hạn như những người tiêu dùng có thu nhập cao á, thì họ tiêu dùng nhiều cái hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì họ sẽ nộp thuế nhiều hơn những người tiêu dùng ít. Cho nên là tính công bằng được thực hiện ở đây. Rồi, cô cảm ơn nhóm số 25 và nhóm số 5 ha. Các bạn trả lời đúng rồi đó. Thực hiện còn phân phối công bằng hợp lý, bởi vì chúng ta thấy rồi cái đối tượng mà sử dụng những cái hàng hóa dịch vụ đối với thuế tiêu thụ đặc biệt này, trong đó có nhóm đối tượng là có thu nhập rất là cao trong xã hội. Và đương nhiên là khi mà họ có thu nhập cao, họ sử dụng thì họ phải nộp thuế. Còn những người mà không có thu nhập hoặc là thu nhập thấp, họ không sử dụng thì đương nhiên họ sẽ không đóng thuế tiêu thụ đặc biệt rồi. Và phần nào đó khi mà đóng vào thuế tiêu thụ đặc biệt vào trong ngân sách của nhà nước thì cho số tiền trong ngân sách của nhà nước lại mang vào để chi tiêu dịch vụ công, đúng không ạ? Và phần nào nó sẽ giảm bớt được cái khoảng cách, phần nào đấy các bạn nhé, nó sẽ giảm bớt được cái khoảng cách về chênh lệch giàu nghèo trong xã hội. Hay là chúng ta nói nó đang thực hiện phân phối công bằng hợp lý. Vậy vì sao ạ? À, tôi có thu nhập cao, tôi mua thì tôi phải chịu thuế.
còn lại mà thu nhập của tôi thấp thì thu nhập của tôi thấp thì tôi sẽ không mua, thì tôi sẽ không nộp thuế, tôi không tiêu dùng sản phẩm đó thì tôi sẽ không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt các bạn ha. Rồi cảm ơn hai nhóm rất là nhiều. Rồi đến cái vai trò số 3 thì sao ạ? Động viên số thu lớn trong ngân sách của nhà nước mà không gây phản ứng trong các tầng lớp dân cư. Có bạn nào xung phong cái này không ạ? Điều mình gọi cá nhân. Dạ, dạ em xin giải thích phần nói này tên ạ. Nha. Dạ, dạ tôi Nguyễn Thanh Huyền ạ, K42. Cô Nguyễn Thanh Huyền K42. Dạ. Đổi Thanh Huyền. Dạ, theo em nghĩ là bởi vì cái tiêu thụ đặc biệt, cái thuế tiêu thụ đặc biệt này nó có mức thuế suất cao, nên là khi mà mình có thể lấy cái phần thuế suất đó để mình có một cái ngân sách, tạo ra một cái nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Nhưng mà nó gọi là gì ạ? Động viên số thu lớn rồi. Cô hiểu là bạn Việt đang giải thích cái ý là động viên số thu lớn trong ngân sách của nhà nước. Tức là vì thuế tiêu thụ đặc biệt nó có thuế suất cao nên cái số tiền thuế mà nhà nước thu được từ những cái nhóm, từ những cái người mà tiêu dùng sản phẩm này, dịch vụ này rất là lớn, đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Rồi, nhưng mà còn một ý nữa là gì ạ? Mà không gây phản ứng trong tầng lớp dân cư. Dạ, bởi vì dạ bởi vì lúc nãy là nó có cái vai trò là thực hiện phân phối công bằng hợp lý à, thì nó sẽ khi mà người ta đánh thuế vô thì cái mức thuế suất cao này nó vừa tạo nguồn thu cho nhà nước nhưng mà nó cũng không làm ảnh hưởng, bởi vì nó chỉ đánh cho những người mà có thu nhập cao thôi, nên hầu như là tầng lớp dân cư người ta sẽ không phản ứng nhiều. Rồi, cảm ơn bạn Huyền ha. Đợi cô chút. Anh nhắc các bạn nhỏ của em là trật tự cho tôi dạy nhé. Nhắc nhé. Rồi xin lỗi, các bạn có nghe bị ồn quá không? À rồi, cô cảm ơn bạn Huyền ha. Như vậy thì chúng ta sẽ như thế này. À, động viên số thu lớn cho ngân sách của nhà nước mà không gây phản ứng trong các cái tầng lớp dân cư á. Thì bạn Huyền vừa giải thích cái ý đầu tiên rồi, đó là gì ạ? À với cái phạm vi chi phối nhỏ như vậy, nhưng mà với cái mức thuế suất rất là cao như vậy thì nhà nước chúng ta sẽ thu được một cái nguồn thu lớn cho ngân sách của nhà nước nhưng không gây phản ứng trong các tầng lớp dân cư. Bởi vì sao? Thứ nhất, chúng ta phải nhìn nhận ở một cái góc độ là gì ạ? À, đối với một số những cái nhóm hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt này, cái đối tượng sử dụng của nó, cái đối tượng hướng đến đó là những người có thu nhập cao trong xã hội. Thực ra thì khi mà những người có thu nhập cao trong xã hội, họ biết được rằng là những cái sản phẩm dịch vụ này thuế suất rất là lớn, nhưng họ sẵn sàng chi trả ra, họ sẵn sàng bỏ ra để mà họ được thừa hưởng những cái giá trị dịch vụ và những hàng hóa đó. Ví dụ như các bạn nhìn nhận về ô tô xem, những người có thu nhập cao họ biết rằng đó thuế tiêu thụ đặc biệt rất là cao, nhưng gì ạ? Bởi vì họ là những cái người có thu nhập rất là cao trong xã hội rồi, thì khi mà một cái phản ứng về thuế tiêu thụ đặc biệt này nó cũng sẽ không quá cao như là các cái tầng lớp khác có thu nhập thấp trong dân cư. Chẳng hạn các bạn đang hình dung thuế giá trị gia tăng, nó đánh trên những cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ thiết yếu, ăn uống may mặc, giàu hay nghèo thì chúng ta cũng đều phải sử dụng những cái hàng hóa dịch vụ này. Giàu hay nghèo chúng ta đều sử dụng. Và khi giả sử như đang thuế suất 10% mà lên 12% thì cái phản ứng trong dân cư rất là lớn. Bởi vì sao? À, bởi vì những người có thu nhập thấp nó sẽ ảnh hưởng đến cái kinh tế của họ, đến cái chi tiêu của họ, nên cái phản ứng xảy ra thì nó khá là lớn hơn các bạn ha. Còn đối với thuế thu nhập cao thì gần như là người ta có thu nhập cao rồi, người ta cũng sẵn sàng chi trả ra một cái số tiền lớn đấy để người ta được thừa hưởng những cái giá trị hàng hóa và dịch vụ đó. Như vậy nên chúng ta phải nói là vai trò thứ ba của thuế tiêu thụ đặc biệt đó là gì ạ? Động viên số thu lớn cho ngân sách nhà nước mà không gây phản ứng trong các tầng lớp dân cư. Như vậy thì các bạn nhớ cho cô được rằng gì ạ? Cái vai trò đầu tiên nói đến thuế tiêu thụ đặc biệt các bạn phải nhắc được cho cô đó là điều tiết hướng dẫn sản xuất tiêu dùng hàng hóa dịch vụ đặc biệt. Đó là cái vai trò đầu tiên mà để chúng ta phân biệt được với thuế giá trị gia tăng. Giả sử sau này cô hỏi các bạn là gì ạ? À, anh chị hãy cho biết cái vai trò, sự khác biệt cơ bản về vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt so với thuế giá trị gia tăng, thì các bạn chỉ cần phân tích cho cô được cái vai trò đó là điều tiết hướng dẫn sản xuất tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ đặc biệt là các bạn đã có thể được điểm rồi các bạn ha. Rồi, như vậy đó là về vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt. Chúng ta sẽ đi tiếp vào phần
Đây là nội dung chính của buổi học ngày hôm nay ạ. Tức là cái nội dung này là cái nội dung mà các bạn bắt buộc phải nắm được. Đó là về những cái nội dung cụ thể của luật thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành tại Việt Nam. Và các bạn ý lưu ý cho cô là từ nay về sau thì mọi văn bản thuế chúng ta đang tìm hiểu trong cái cuốn sách mà các bạn, cái giáo trình 1 mà cô gửi cho các bạn hay là trong slide bài giảng này, thì chúng ta cũng đều phải dựa trên văn bản pháp luật. Tức là hiện nay ở đây, đây là những cái quy định hiện hành mà luật thuế tiêu thụ đặc biệt đang còn hiệu lực. Ví dụ đó là gì ạ? Luật thuế số 27 năm 2018, hoặc là luật số 70 năm 2014 và luật số 106 2013. Cô xin lỗi, năm 2016 của Quốc hội 13 các bạn ha. Và chúng ta phải gì ạ? Đọc luật thuế này, sau đó chúng ta sẽ đọc những cái nghị định để giải thích cho luật. Và để rõ hơn những cái nghị định này thì đó sẽ có các cái thông tư bổ sung, những cái thông tư giải thích. Và đây là những cái văn bản mà chúng đây là những cái văn bản mà chúng ta sẽ dựa vào nó để chúng ta tìm hiểu về luật thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành hiện nay. Và như vậy thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu những cái yếu tố nào của thuế tiêu thụ đặc biệt. Thứ nhất đó là đối tượng nộp thuế. Thứ hai là đối tượng chịu thuế. Thứ ba là đối tượng không chịu thuế. Và cái mà các bạn phải nhớ được cho cô ở đây đó là căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Nắm được căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt này thì các em mới xác định được rằng là gì ạ? À, doanh nghiệp A trong kỳ đó thì thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp là bao nhiêu? Rồi, à, thuế suất của nó như thế nào? Những cái hàng hóa dịch vụ bán ra như vậy thì thuế được xác định như thế nào? Nó nằm hết trong căn cứ tính thuế các bạn ha. Và một cái nữa đó là khấu trừ thuế ạ. Chúng ta sẽ lần lượt đi vào những cái nội dung đầu tiên. Tuy nhiên thì đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế và những cái đối tượng không chịu thuế này trong tài liệu cô gửi cho các bạn và trong những cái văn bản thuế đã quy định rất là rõ những cái trường hợp này các bạn nhé. Các bạn đã đọc qua rồi thì rồi, chúng ta sẽ đi vào đối tượng nộp thuế đầu tiên ạ. Bây giờ bạn nào có thể cho cô biết là nếu như chúng ta, các bạn đã đọc sách rồi, các bạn đã đọc tài liệu rồi, thì theo các bạn ai là người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ạ? Bạn nào ạ? Dạ, Thanh Hằng cô. Quản trị K42. Thanh Hằng quản trị K42 hả? Dạ. Rồi, em trả lời đi. Dạ, đối tượng nộp thuế là những cá nhân và tổ chức. Rồi tiếp đi Thanh Hằng. Dạ, đối tượng là cá nhân tổ chức mà họ có hoạt động kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế này ạ cô. Dạ hết. Rồi, bây giờ Thanh Hằng lấy một ví dụ cụ thể cho cô. Một ví dụ cụ thể ra. Em đã biết được là ví dụ nãy các bạn đã kể rất là nhiều những cái nhóm hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt rồi. Bây giờ em lấy một ví dụ ra, chẳng hạn như rượu, bia, thuốc lá. Em lấy ra đó và ai là người nộp, ai là người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Lấy cụ thể ra giải thích cho cả lớp. Dạ thưa cô, ví dụ là rượu ngoại. Nếu mà cá nhân mua về để thỏa mãn nhu cầu của mình thì cá nhân đó sẽ nộp. Còn nếu mà tổ chức mua rượu ngoại đó về, ví dụ để phục vụ mua bán thì tổ chức đó phải nộp. Em nghĩ vậy. Rồi, đấy là Thanh Hằng. Rồi, dạ. Cảm ơn Thanh Hằng rất là nhiều. Có bạn nào bổ sung ý kiến của Thanh Hằng không ạ? Có bạn nào bổ sung ý kiến của Thanh Hằng không ạ? Có bạn nào bổ sung ý kiến của Thanh Hằng không ạ? Rồi, có bạn nào bổ sung ý kiến của bạn Thanh Hằng không ạ? Hay là Thanh Hằng giải thích đúng rồi ạ? Bạn Thanh Hằng vừa trả lời là gì ạ? Đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Bạn Thanh Hằng vừa trả lời là đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đó là gì ạ? Là những cá nhân, tổ chức
mà có kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, và bạn lấy ra một ví dụ như vậy, thì theo các bạn có bổ sung gì về cái ví dụ của bạn Hằng không ạ? Đã đúng chưa, hoặc là cần bổ sung thêm gì? Dạ thưa cô, em xin bổ sung ạ. Dạ. Em nói đi. Dạ thưa cô, người nộp thuế là nhà sản xuất kinh doanh cái loại hàng hóa và dịch vụ đó, cái như ví dụ của bạn Hằng lúc nãy là đó là người chịu thuế rồi ạ. Đúng rồi. Em tên là gì ạ? Dạ Tố Nga QTK42 ạ. À, bạn Nga, cảm ơn bạn Nga ha. Bạn Hằng thì giải thích cái ý đầu tiên là đúng rồi ạ. Bạn Hằng nói là tổ chức cá nhân thuộc các thành phần kinh tế mà có sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thì họ sẽ là người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Cái ý kiến này là đúng rồi các bạn nhé. Nhưng bạn Thanh Hằng lấy một ví dụ là cá nhân mà đi, bạn Thanh Hằng có nói nhưng là cá nhân đi nhập khẩu rượu ngoại, cá nhân đi nhập khẩu rượu ngoại về, thì để mà cá nhân đó sử dụng, nếu như cá nhân mà đi nhập khẩu rượu ngoại về thì cái việc nộp thuế đó đúng là của cá nhân đó phải nộp các bạn nhé. Tức là tại vì khâu nhập khẩu đầu tiên là tôi chỉ đi nhập khẩu rượu ngoại từ Hàn Quốc về chẳng hạn, thì tại cái cơ quan hải quan đó tôi cũng phải nộp thuế là đúng rồi, là cá nhân đó sẽ phải chịu tiền thuế và cũng là người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt luôn, bởi vì lúc này nó không có qua một trung gian nào hết. Nhưng khi mà cơ sở kinh doanh đi nhập khẩu rượu ngoại từ nước ngoài về để mà sản xuất, để mà bán trong nước, thì tại khâu nhập khẩu đó thì cơ sở sản xuất kinh doanh này phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, là bạn Thanh Hằng giải thích đúng. Nhưng các bạn đừng nhầm ở giữa cái trường hợp này các bạn ha. Các bạn đừng nhầm ở trường hợp là khi mà một doanh nghiệp mà sản xuất ra rượu bia mà bán cho người tiêu dùng, mà người tiêu dùng mua về mà người tiêu dùng nộp thuế, là các bạn sẽ bị, các bạn sai nhé. Các bạn hình đây, thứ nhất cô sẽ giải thích trường hợp này ạ. Công ty thuốc lá Sài Gòn sản xuất thuốc lá này, trong trường hợp này ở đây như bạn Thanh Hằng vừa nói, đó là gì ạ? Đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là mọi cá nhân tổ chức mà có cái hoạt động là gì ạ? Sản xuất hoặc là nhập khẩu sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Như vậy ở đây công ty thuốc lá Sài Gòn của tôi là tôi sản xuất ra gì ạ? Thuốc lá. Thuốc lá là đối tượng chịu thuế. Như vậy thì tại cái khâu này này, khi mà tôi bán thuốc lá cho nhà phân phối cấp 1 này thì sẽ tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Và đồng thời thuế tiêu thụ đặc biệt trong trường hợp này thì công ty thuốc lá Sài Gòn là người, công ty thuốc lá Sài Gòn là người nộp thuế vào cho ngân sách của nhà nước. Các bạn lưu ý nhé. Đó là trong trường hợp này. Tuy nhiên chúng ta còn nhớ một trường hợp này nữa ạ, rất là quan trọng. Đó là gì ạ? Ngoài những tổ chức cá nhân mà có sản xuất hoặc là nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế nộp ra, thì còn một trường hợp nữa, đó là gì ạ? Cơ sở kinh doanh xuất khẩu mua hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt về của cơ sở sản xuất để xuất khẩu, nhưng lại không xuất khẩu mà tiêu thụ trong nước, thì cơ sở kinh doanh xuất khẩu là người nộp thuế. Đây các bạn nghe thì nó hơi là trừu tượng, các bạn sẽ nhìn vào cái sơ đồ này ạ. Các bạn viết vào trong vở đi ha. Cái phần này là cô mới bổ sung vào cho các bạn thôi. Cô đang giả sử như vậy. Cái trường hợp như bạn Hằng vừa nói thì rất là đúng rồi. Chúng ta sản xuất, chúng ta nhập khẩu thì chúng ta phải nộp thuế thôi. Nhưng trong trường hợp này, đó là nhà máy sản xuất bia, sản xuất ra 1.000 chai bia này. Rồi công ty X ở đây là chuyên về xuất nhập khẩu, tức là công ty X sẽ có cái nhiệm vụ là gì ạ? Đi mua bia ở nhà máy sản xuất bia để xuất khẩu sang Thái Lan. Như vậy thì với cái đối tượng chịu thuế mà cô vừa nêu ra, thì bạn nào cho cô biết được là trong cái sơ đồ này thì ai sẽ là đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ạ? Đây cô quay lại ha. Cơ sở kinh doanh xuất khẩu mua hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt của cơ sở sản xuất để xuất khẩu, nhưng họ lại không xuất khẩu mà tiêu thụ trong nước, thì cơ sở kinh doanh xuất khẩu là người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Đó, lý thuyết thì người ta đưa ra như vậy, thì cô đã minh họa cho các bạn bằng một cái sơ đồ như vậy. Thì nhìn vào sơ đồ này, các bạn cho cô biết là trong trường hợp này thì ai là người nộp thuế
tức ai là đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ạ? Để các bạn đọc kỹ cái nội dung lý thuyết vừa rồi ha. Các bạn lưu ý là các bạn có cả tài liệu slide mà cô đã gửi cho các bạn rồi, các bạn in ra là tốt nhất nhé, thì các bạn theo dõi nó sẽ dễ hơn. Rồi bạn nào ạ? Dạ, là công ty xuất nhập khẩu ít. À, giải thích cụ thể luôn cho từng cái con số ở trên đó đi Nhật Khanh. Dạ thưa cô, là cái công ty xuất nhập khẩu ít là nơi xuất khẩu đi qua Thái Lan, thì nó giống như là ở trên nó là cái tổ chức sẽ là chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, và nó cũng là cái cơ sở kinh doanh xuất khẩu cho trong nước của mình luôn, thì nó cũng là người nộp thuế luôn. Đợi cả lớp dừng lại. Nếu như mà trong trường hợp này, trong trường hợp mà nhà máy sản xuất bia này mà xuất khẩu sang Thái Lan, xuất khẩu trực tiếp qua Thái Lan, không qua công ty X ha, thì lát nữa các bạn sẽ được học là nó sẽ không chịu thuế đâu. Khi mà xuất khẩu thì sẽ không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Mặc dù bia là đối tượng chịu thuế, nhưng mà khi mà xuất khẩu thì nhà nước của chúng ta khuyến khích mà, nên không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Rồi nhưng Nhật Khanh nói là công ty X là đối tượng nộp thuế thì đúng rồi, nhưng mà Nhật Khanh giải thích chưa có đúng cái ý này. Các bạn đồng nhìn lại là gì ạ? Thứ nhất, tổ chức cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là đối tượng nộp. Nhưng trường hợp thứ hai là gì ạ? Cơ sở mà xuất khẩu mua hàng hóa thuộc diện chịu thuế của cơ sở X để xuất khẩu. Dừng lại đây thôi. Nếu như mà công ty X mua từ nhà máy để mà xuất khẩu thì công ty X không phải nộp thuế, nhưng lại không xuất khẩu mà tiêu thụ trong nước thì cơ sở kinh doanh đó phải là người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Như vậy các bạn nhìn vào trong trường hợp này cho cô là gì ạ? À, nhà máy sản xuất công ty X này nhập khẩu, giả sử như thế này đi, trong tháng 3 năm 2020, công ty X của tôi này có một cái đơn hàng là phải xuất khẩu sang Thái Lan 10.000 chai bia. Như vậy để thực hiện được một đơn hàng này, vì tôi là một công ty thương mại thôi mà, tôi đâu có sản xuất đâu, tôi phải đi mua từ nhà máy sản xuất bia trong nước. Như vậy tôi đi mua từ nhà máy sản xuất bia, tôi mua 10.000 chai bia này để tôi thực hiện cái đơn hàng là xuất khẩu sang Thái Lan 10.000 chai. Thì lúc này giả sử như là cô đang giả sử là hết tháng 3 mà công ty X này xuất khẩu hết 10.000 chai sang Thái Lan, thì 10.000 chai bia này là đối tượng không chịu thuế đâu các bạn. Là nó sẽ là đối tượng không chịu thuế đâu. Nhưng mà tôi xuất khẩu bao nhiêu đây ạ? Tôi chỉ xuất khẩu có 8.000 chai bia thôi. Và vì một lý do gì đấy tôi lại bán 2.000 chai bia này trong nước. Tôi lại bán 2.000 chai bia này trong nước. Như vậy thì lúc này công ty xuất nhập khẩu X này sẽ là trở thành đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Và đối với 2.000 chai bia thôi cả lớp nhé, tức là chỉ đối với 2.000 chai bia thôi. Như vậy thì trong trường hợp này công ty xuất nhập khẩu X là đối tượng nộp thuế đối với 2.000 chai bia tiêu thụ trong nước. Như vậy các bạn hình dung cho cô là gì ạ? À, nếu mà nhà máy sản xuất bia mà sản xuất để xuất khẩu sang nước ngoài thì nó sẽ không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Nhưng gì các bạn? Qua một công ty kinh doanh xuất nhập khẩu cũng để xuất khẩu trực tiếp sang Thái Lan thì 8.000 chai này không chịu thuế đâu. Nhưng tôi lại không xuất khẩu hết mà tôi lại gì ạ? Tôi lại bán ra, tôi lại bán lẻ ra ở trong nước, thì lúc này công ty X sẽ là đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho cơ quan thuế. Và cái giá đó là giá sẽ được tính theo cái giá mà công ty X này bán cho công ty Z cả lớp ha. Còn trong trường hợp này nhà máy sản xuất bia này bán cho nhà máy Z trong nước thì đương nhiên nhà máy sản xuất bia mà bán trực tiếp cho một công ty Z trong nước thì nhà máy bia này đương nhiên là đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt rồi ạ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì người ta nói đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là cá nhân, là tổ chức mà có kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Cả lớp phải nhớ cho cô là gì ạ? Đối tượng nộp thuế chỉ khi nào chúng ta kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì chúng ta mới nộp thôi. Sau này đi thi có những trường hợp là gì ạ? Cô cho là doanh nghiệp vừa sản xuất ra rượu, bia, thuốc lá và nước ngọt, tự dưng các bạn lại đi tính thuế tiêu thụ đặc biệt của nước ngọt nữa. Thì các bạn nhầm rồi, bởi vì sao ạ? Chúng ta chỉ tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với những cái thằng nào mà thuộc nhóm đối tượng chịu thuế thôi. Còn nước ngọt thì nó không chịu thuế thì chúng ta không tính ha. Các bạn đừng có nhầm như thế, rất nhiều bạn sinh viên các khóa đã nhầm như vậy ạ. Thôi như vậy thì chúng ta xong phần đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt rồi. Các bạn sẽ đi vào phần
đối tượng chịu thuế. Phần đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. À, lúc nãy có một bạn nói rằng là gì ạ? Thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế gián thu. Thuế gián thu tức là nó sẽ thu thông qua hàng hóa. Thông qua hàng hóa đấy các bạn ha. Như vậy thì đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ở đây là hàng hóa. Thì hiện nay chúng ta luật có đang quy định là 10 nhóm hàng hóa và 6 nhóm dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Phần đối tượng này thì các bạn đọc ở trong tài liệu các bạn nhé. Trong bài giảng cũng ghi rõ rồi. Và được chia ra đó là theo từng mục. Đó là hàng hóa thì gồm có thuốc lá này, rượu, bia, rồi ô tô. Ô tô thì người ta chia ra là theo từng dung tích là bao nhiêu. Rồi xe mô tô này, rồi tàu bay, du thuyền, xăng các loại. Và trong đó các bạn nhìn đây các bạn thấy là có đó là gì ạ? Vàng mã này, hàng mã này. Đó là vàng mã và hàng mã cũng là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Bởi vì nhà nước cho rằng là gì ạ? Cái việc mà người dân mà cứ đến những ngày lễ, ngày Tết, hoặc là đặc biệt những bạn nào ở khu vực miền Bắc ấy, các bạn thấy. Và sau Tết của chúng ta thường có rất nhiều những cái lễ hội ha. Và người ta mua cái vàng mã này rất là nhiều. Thì nhà nước cho rằng là cái việc mà chúng ta mua những cái này này, cái vàng mã này, và khi mà đốt lên thì nó ảnh hưởng đến môi trường và thậm chí là nó cũng lãng phí. Do vậy thì hiện nay vàng mã cũng là cái nhóm mà thuộc danh mục chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mà nhà nước muốn hạn chế. Rồi hay là một số những cái dịch vụ đó là gì ạ? Một số dịch vụ như là kinh doanh vũ trường, kinh doanh massage, karaoke, kinh doanh casino, các trò chơi điện tử có thưởng, hoặc là kinh doanh đặt cược. Kinh doanh đặt cược ví dụ như là tại những cái trường đua ngựa chẳng hạn, thì những cái hoạt động mà kinh doanh đặt cược này đều chịu thuế tiêu thụ đặc biệt các bạn ha. Hoặc là kinh doanh xổ số. Thì cái phần này có rất rõ ở trong tài liệu mà cô đã gửi cho cả lớp rồi. Cả hai tài liệu thì các em sẽ đọc ở đó cho cô ha. Tuy nhiên, các bạn sẽ hình dung là cũng là 10 nhóm hàng hóa, 10 nhóm dịch vụ này. Nhưng mà trong một số trường hợp thì nó lại không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Đó là gì ạ? Cái phần này cô cũng sẽ giới thiệu thôi. Còn trong cái sách giáo trình thuế của các em, người ta đã liệt kê ra rất là rõ. Giả sử như thế này, trong trường hợp chúng ta vừa nói đến, đó là rượu, bia, thuốc lá là nhóm hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Nhưng trong một số trường hợp thì nó lại trở thành đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Thứ nhất đó là trong trường hợp xuất khẩu. Các bạn nốt lại cho cô cái dòng là hàng hóa xuất khẩu ha. Kể từ nay các bạn đi làm bài tập hay là bài thi thì nó liên quan đến cái này rất là nhiều. Thứ nhất là gì ạ? Hàng hóa xuất khẩu. Tức là khi mà chúng ta sản xuất trong nước, chúng ta bán ra trong nước, thì hàng hóa đó sẽ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Nhưng cũng là sản xuất mà chúng ta lại gì ạ? Chúng ta đi xuất khẩu ra nước ngoài, thì lúc này hàng hóa lại trở thành đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt các bạn nhé. Hoặc là những một số... các bạn hình dung như thế này, hàng hóa mang ra nước ngoài để bán tại hội chợ triển lãm ở nước ngoài thì nó cũng được coi như là xuất khẩu. Cô lấy ví dụ như chẳng hạn như là rượu vang cũng là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chẳng hạn như là năm 2019 thì một doanh nghiệp sản xuất rượu vang tại Đà Lạt có sang bên Thái Lan để tham dự một hội chợ triển lãm về rượu vang. Và tại đó, tại cái hội chợ triển lãm này thì khách đến tham quan thì cũng có một số những khách nước ngoài mua rượu vang. Thì lúc này rượu vang mà tôi bán ra ở bên ở cái hội chợ triển lãm này thì nó cũng là đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt các bạn ha. Như vậy các bạn chỉ nhớ cho rất là nhiều như vậy, nhưng các bạn nhớ cho cô là gì ạ? Hàng hóa xuất khẩu hoặc là trực tiếp xuất khẩu thì đều không chịu thuế, trở thành đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt các bạn nhé. Hoặc một số hàng như hàng tạm nhập sau đó tái xuất xuất khẩu. Ví dụ như một số những hàng hóa mà chúng ta tạm nhập khẩu về Việt Nam vẫn chưa đưa ra khỏi cái cơ quan hải quan, tức là vẫn đang lưu kho, xong sau đó chúng ta lại tái xuất khẩu luôn đi nước ngoài, thì trong trường hợp này những cái kiện hàng hóa này cũng không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Rồi hay còn một số những trường hợp như là hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại, thì chúng ta cũng không phải nó trở thành đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt các bạn ha. Như vậy rất là nhiều đối tượng này, trong các bạn sẽ đọc kỹ tài liệu cho cô. Nhưng nhìn chung là các bạn phải nhớ cho cô là gì ạ? Trong một số trường hợp đầu tiên đó là hàng hóa do cơ sở sản xuất hay gia công trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài
thì chúng ta sẽ nó sẽ trở thành đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, và một số những hàng hóa nhập khẩu cũng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Đó là trong trường hợp mà chúng ta được viện trợ nhân đạo này, viện trợ không hoàn lại này, hoặc là quà của một số những tổ chức cá nhân nước ngoài mà biếu cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị mà theo cái mức quy định của nhà nước thì nó cũng sẽ không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt các bạn ha. Hoặc là trong trường hợp này, ví dụ đi ha, hàng tạm nhập khẩu để dự hội chợ triển lãm, đó là cô lại lấy ngược lại, lấy gì ạ? À, tại Đà Lạt năm 2020 chúng ta sẽ tổ chức một cái hội chợ triển lãm về rượu vang, thì lúc này những cái doanh nghiệp từ Hàn Quốc họ mang rượu vang vào Việt Nam để tham dự hội chợ triển lãm, thì những cái chai rượu mà vào nhập chúng ta nhập vào, chúng ta nhập vào để tham dự cái hội chợ triển lãm này thì nó cũng, chúng ta cũng sẽ không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt tại khâu nhập khẩu đâu. Bởi vì các em lưu ý cho cô là gì ạ? Đối với những cái hoạt động mà nhập khẩu hay là xuất khẩu thì chúng ta luôn luôn phải thực hiện mọi những cái quy định tại hải quan. Đó là chúng ta phải đóng thuế luôn tại hải quan, đóng các cái loại thuế liên quan luôn các bạn ha. Như vậy trong một số trường hợp này thì nó sẽ không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Rồi một số những trường hợp khác như là tàu bay, du thuyền được sử dụng cho mục đích an ninh quốc phòng này, rồi một số tàu bay sử dụng cho mục đích như là phun thuốc trừ sâu, chữa cháy, quay phim, chụp ảnh, thì trong những trường hợp này nó cũng là đối tượng không chịu thuế ha, rất là nhiều. Rồi hay là các bạn biết là hiện nay thì điều hòa cũng là cái sản phẩm mà nằm trong danh mục mà chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mà nhà nước chúng ta quy định. Nhưng mà các bạn mà hay đi xem như là Phương Trang, Thành Bưởi, các bạn thấy rồi, nó có những cái điều hòa mà có công suất nhỏ á, từ 90.000 BTU trở xuống, thì những cái điều hòa này nó lại nó được gắn lắp trên cái phương tiện vận tải, nên của ô tô này, rồi xe lửa, tàu hay là tàu bay, thì trong những trường hợp này thì điều hòa nó là đối tượng không chịu thuế các em ha. Tuy nhiên thì những cái trường hợp này các em đọc để biết thôi, còn các em nhớ cho cô đó là gì ạ? Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đó là hàng hóa mà cơ sở sản xuất xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài các bạn nhé. Nhớ để chúng ta làm bài ạ. Rồi chúng ta sẽ qua căn cứ tính thuế. Đây là cái nội dung rất là khó. Các bạn học luôn hay là các bạn có cần nghỉ 5 phút không ạ? Các bạn có cần nghỉ 5 phút không ạ? Hay là chúng ta học luôn? À, vậy chúng ta học luôn ha. Rồi chúng ta như vậy thì chúng ta đã tìm xong rồi. À, bây giờ cô sẽ hỏi một bạn bất kỳ, nhắc lại những cái phần mà cô hỏi bất kỳ thôi ha. Để xem các bạn nắm được đến đâu rồi, hay là nãy giờ mở ra đó nhưng mà lại nằm ngủ, mấy bạn lại nằm ngủ rồi ấy chứ. Cô sẽ điểm danh ngẫu nhiên thôi ha. Bạn nào mà không, cô gọi mà không thấy thì coi như là chúng ta thôi bây giờ để như vậy đi, để rõ hơn thì gọi đến bạn nào khi mà bạn trả lời các bạn sẽ bật camera lên nhé. Để gọi xem bạn nào đây. À, thì bạn hiểu sao? Rồi, bạn sang ở đó đúng không? Rồi, bạn sang trả lời việc câu hỏi bạn sang ha. Như vậy thì đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là ai ha? Không cần phải đọc lại, là em trả lời theo cái em hiểu thôi ha. Rồi sai. Bạn sang nói những người sử dụng, tức là em sang, cô đang hỏi đối tượng nộp thuế và em đi mua, em tới cơ sở sản xuất em mua rượu bia rồi em xong là em phải mang tiền thuế đến cơ quan thuế nộp hả, hay là ai mang tiền thuế đến?
Như vậy thì em vừa trả lời là đối tượng mà sử dụng là người sử dụng những cái sản phẩm đó là sao ngay là gì ạ? Vậy là cơ sở là tổ chức cá nhân mà có gì ạ? Có sản hoạt động sản xuất kinh doanh những cái nhóm hàng hóa dịch vụ chịu thuế. Rồi, trường hợp thứ hai là gì? Trả lời theo cái các em hiểu thôi, đừng có đọc sách thì cô đang hỏi lại mà. Rồi, cảm ơn Sang, hỏi bạn khác. Rồi, cô cảm ơn bạn Sang. Nguyễn Lê Ngọc Trâm ạ. Nguyễn Lê Ngọc Trâm. Rồi, Nguyễn Lê Ngọc Trâm vắng. Rồi, bạn Đặng Thị Bích Lệ ạ. Bạn Đặng Thị Bích Lệ ạ. Tùng đâu ạ? Bạn Đặng Xuân Tùng không có đó đúng không? Rồi vậy thì cô sẽ đánh vắng Đặng Xuân Tùng ha. Rồi các bạn ha, sau khi mà trong cái lúc mà cô đang hỏi mà cô không thấy phản hồi thì coi như là chúng ta sẽ không có cái sự giải thích nào sau ha. Sao mic không sử dụng được? Cô cũng đang online bằng máy tính mà. Rồi bạn Nguyễn Phạm Thanh Trúc ạ. Quản trị K41. Rồi, bạn Triệu Thế Lượng, quản trị K41. Em đây coi. Rồi, trả lời đi, em vẫn câu hỏi như cũ. Ngoài ngoài các tổ chức cá nhân mà sử dụng các dịch vụ mà chịu thuế thu nhập cá nhân ra thì còn thuế gì? Chúng ta đang học thuế gì mà lại thuế thu nhập cá nhân? Thuế tiêu thụ đặc biệt. Mà còn các cơ sở kinh doanh xuất khẩu mua hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để xuất khẩu nhưng sau đó không xuất khẩu được mà lại bán lại ở trong nước luôn. Thì cơ sở kinh doanh xuất khẩu là người kê khai nộp thuế tiêu thụ. Rồi, cảm ơn bạn là Lượng ha. Như vậy thì các em lưu ý cho cô là gì ạ? À, đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Các bạn hình dung như thế này này, đối tượng nộp thuế là nó muốn hướng đến, là ví dụ như thế này. À, cô là một nhà máy, cô sản xuất rượu bia, thuốc lá. Và hàng tháng thì cô có, hàng ngày cô có hoạt động là cô bán rượu bia, thuốc lá cho siêu thị này, cho khách hàng lẻ này, cho các đại lý. Như vậy thì đến cuối tháng hoặc là cuối quý, cô sẽ phải lập một cái tờ khai thuế, xác định ra là xem trong tháng này thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp cho nhà nước là bao nhiêu. Và giả sử như trong tháng này cô phải nộp là 100 triệu, thì doanh nghiệp của cô phải là người mang cái số tiền 100 triệu này nộp cho cơ quan nhà thuế, cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định. Như vậy thì chúng ta sẽ có hai trường hợp phải nộp thuế ha. Thứ nhất là cá nhân tổ chức rồi, cứ kinh doanh hàng hóa dịch vụ mà chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì phải nộp. Và trường hợp thứ hai đó là tôi là cơ sở kinh doanh xuất nhập khẩu, tôi đi mua hàng hóa về để xuất khẩu nhưng mà tôi lại không xuất khẩu hết mà tôi lại bán ở trong nước, thì đối với cái số lượng mà hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bán trong nước này thì cái cơ sở kinh doanh xuất nhập khẩu này phải là đối tượng nộp thuế. Các bạn lưu ý cho cô như vậy ha. Rồi, các bạn xác định được những cái phần đó thì chúng ta sẽ đi tiếp tục đi vào nội dung tiếp theo. Đó là căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Đây là một cái nội dung rất là quan trọng đối với cái chương này ạ. Các bạn phải nắm được phần này. Thì các bạn lưu ý trong căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt chúng ta phải làm rõ đó là gì ạ? Căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt nó gồm là giá tính thuế của hàng hóa dịch vụ chịu thuế và thuế suất. Tức là gì? Để xác định được thuế phải nộp là bao nhiêu thì tôi phải biết được là như vậy giá tính thuế của nó được xác định như thế nào và mức thuế suất là bao nhiêu. Thì cái phần thuế suất này cả lớp lưu ý,
phần này thì cũng không đòi hỏi các bạn phải là phải thuộc hay là như thế nào, bởi vì chúng ta đã có một cái biểu thuế suất ở trong cuối sách rồi. Như vậy thì hoặc là đi thi cô cũng cho các bạn cụ thể là sản phẩm A đó thuế suất là bao nhiêu rồi thì các bạn không cần nhớ, nhưng cái quan trọng là các bạn phải xác định cho cô là những cái giá tính thuế trong từng cái trường hợp nó được xác định như thế nào. Bởi vì trong kinh doanh hàng ngày các bạn biết rồi, chúng ta không phải đơn giản là chỉ có mua hàng, chỉ có bán hàng rồi khách hàng trả tiền. Chúng ta có rất nhiều những cái hình thức khác nhau các bạn ha. Như vậy thì trong mỗi những cái giao dịch như vậy thì chúng ta sẽ xác định cái giá tính thuế như thế nào. Đó là cái việc mà chúng ta phải học để xác định được căn cứ tính thuế. Như vậy thì thuế phải nộp là gì ạ? Thuế phải nộp nó được xác định theo một cái công thức như thế này. Đó là giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt và nhân với thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt. Từ nay về sau thì thuế tiêu thụ đặc biệt hay là các thuế khác phải nộp, các bạn đều phải nhớ một cái công thức chung, đó là thuế phải nộp thì sẽ bằng giá tính thuế và nhân với thuế suất ạ. Và cái quan trọng là chúng ta sẽ đi vào đây các bạn ha. Trước khi đi vào phần này thì các bạn coi thử cái ví dụ này thôi. Nếu mà theo một cái công thức ở đây thì cô cho các bạn một cái ví dụ rất là đơn giản. Công ty bán rượu với, đây là đang giả sử đi ha, tôi là một cái công ty sản xuất rượu á, tôi bán rượu với giá chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt là 300.000 đồng trên một chai. Giả sử thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt là 30%, thì trong trường hợp này tiền thuế mà công ty này phải nộp là bao nhiêu khi mà bán chai rượu ạ? Các bạn tính đi ạ. Tôi cũng là 90.000. Rồi bạn nào đây ạ? Dạ, Ngọc Thi quản trị K41 ạ. Rồi bạn Ngọc Thi làm sao? Bạn cô, mình muốn tính tiền thuế. Bạn Ngọc Thi này ạ. Rồi Nguyễn Thị Ngọc Thi. Dạ. Dạ thưa cô, mình muốn tính tiền thuế tiêu thụ đặc biệt thì em sẽ lấy giá chưa tính thuế là 300.000 đồng trên một chai và nhân cho tiền thuế nhân cho thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt là 30% là ra 90.000 đồng ạ. Là 90.000. Có bạn nào có ý kiến khác không ạ? Bạn Đỗ Công Bình quản trị K42 có ra 90 không hay là ra đáp án khác ạ? Bạn Đỗ Công Bình ạ. Rồi vậy là bạn này không có mặt ha. Rồi, như vậy thì chúng ta, bạn Thi nói rồi đúng rồi ha. Ví dụ này thì rất là đơn giản thôi. Bởi vì ví dụ này cô chỉ thay, các bạn chỉ thay vào công thức thôi. Đó là gì ạ? Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt ở đây là bao nhiêu? Là 300.000. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt ở đây là 300.000. Thuế suất là 30%. Thì các bạn chỉ việc thay vào công thức các bạn tính thôi. Như vậy là trong trường hợp này thuế của các bạn sẽ bằng, các bạn tự ghi vào ha. Cái này cô nhớ cô có để chạy slide rồi mà nó đi đâu à. Ở trong trường hợp này thì các bạn sẽ tính là gì ạ? Các bạn sẽ tính là thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp sẽ bằng là 300.000 cả lớp nhá. Sẽ bằng 300.000 nhân với á. Đây cô tính luôn cho các bạn đi. Trong trường hợp này các bạn sẽ có là thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuế tiêu thụ đặc biệt của các bạn sẽ bằng là 300.000. Theo công thức thôi, thuế phải nộp thì sẽ bằng là giá tính thuế và nhân theo với thuế suất. Như vậy các bạn sẽ ra là 90.000 các bạn ha. Đó, các bạn nhớ cái ví dụ này. Ví dụ này thì khá là đơn giản. Trước khi đi vào căn cứ tính thuế thì các bạn lưu ý cho cô đó là gì ạ? Cái thời điểm tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Cái thời điểm tính thuế tiêu thụ đặc biệt này các bạn ha, thì thời điểm tính thuế tiêu thụ đặc biệt các bạn phải nhớ cho cô đó là gì ạ? Thời điểm tính thuế tiêu thụ đặc biệt là cái thời điểm mà khi mà chúng ta đã bán hàng, chúng ta chuyển giao cái quyền sở hữu về hàng hóa dịch vụ này cho khách hàng là thời điểm mà chúng ta sẽ tính thuế. Không phân biệt là đã thu được tiền hay chưa. Cô lấy ví dụ như chẳng hạn một doanh nghiệp mà hôm nay là tháng 3 năm 2020 chẳng hạn, cô bán cho khách hàng 1.000 chai bia, nhưng mà đến tháng 6 năm 2020 khách hàng mới thanh toán, thì theo các bạn
1.000 chai bia mà cô bán được này, nó sẽ tính thuế vào thời điểm tháng mấy ạ? Nói lại ha, công ty sản xuất rượu bia này trong tháng 3 năm 2020 có bán 1.000 chai bia cho khách hàng. Tuy nhiên thì đến tháng 6 năm 2020 thì khách hàng với thỏa thuận là sẽ thanh toán. Như vậy thì theo các bạn cái thời điểm tính thuế của chúng ta là tháng mấy ạ? Tháng 3 hay là tháng 6 ạ? Dạ, tháng 3 ạ. Tháng 3. Như vậy thì thời điểm tính thuế cả lớp nhớ cho cô đó là gì ạ? Thời điểm tính thuế là thời điểm mà chúng ta đã gì ạ? Xác định cái quyền, chúng ta đã chuyển giao cái hàng hóa và dịch vụ này cho khách hàng, không phân biệt là đã thu được tiền hay chưa các bạn nhé. Các bạn phải nhớ, tại vì sau này nó sẽ liên quan đến cái phần mà các bạn xác định khi mà đi thuê. Rồi các bạn ghi vào là gì ạ? Thời điểm tính thuế đối với hàng hóa bán ra là thời điểm mà chúng ta chuyển giao cái quyền sở hữu hoặc là cái quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa. Tôi không quan trọng là tôi đã thu được tiền của khách hàng hay chưa, nhưng cứ tại cái thời điểm mà tôi đã xác định cái việc mà tôi chuyển giao cái hàng hóa này cho khách hàng thì doanh nghiệp đã phải tính thuế tại thời điểm đó. Như vậy các bạn phải lưu ý như vậy. Tiếp theo là gì ạ? Số lượng tính thuế. Số lượng tính thuế là số lượng tiêu thụ trong kỳ. Kể cả trường hợp đó là gì ạ? Trao đổi, biếu tặng, tiêu dùng nội bộ. Như vậy các em hình dung cho cô là gì ạ? Một doanh nghiệp hoạt động không phải là tôi sản xuất hàng hóa tôi chỉ để bán không đâu. Trong kỳ này có thể là tôi dùng sản phẩm này, tôi tiêu dùng nội bộ. Rồi, tôi dùng để tôi biếu tặng, tôi đi cho. Tiêu dùng nội bộ như thế nào? À, giả sử như thế này ạ. À, trong trường hợp các bạn sử dụng để tiêu dùng nội bộ như là gì ạ? À, một doanh nghiệp tiêu dùng nội bộ, một doanh nghiệp mà họ sản xuất ra gì ha? Một doanh nghiệp mà sản xuất về quạt điện. Thì trong vào mùa hè này bắt đầu trời rất là nóng bức chẳng hạn, thì doanh nghiệp này có xuất ra 5 cái quạt để mà lắp vào 5 cái phòng ban phục vụ cho việc là cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp đó hoạt động. Như vậy thì cái việc này nó được gọi là tiêu dùng nội bộ các bạn ha. Tuy nhiên thì sau này đến phần thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng ta sẽ biết được rằng là một số trường hợp là cái nào được gọi là tiêu dùng nội bộ để tiếp tục cho cái việc sản xuất kinh doanh và cái nào là tiêu dùng nội bộ không tiếp tục cho sản xuất kinh doanh, thì chúng ta sẽ phải gặp nhau ở chương 5. Tuy nhiên nhắc lại ở phần này là gì? Các em nhớ cho cô đó là thời điểm tính thuế là thời điểm mà chúng ta xác định cái quyền mà chuyển giao hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa ha. Và số lượng tính thuế là số lượng mà tổng số lượng tiêu thụ trong kỳ, nó bao gồm cả cái việc là bán này, tức là chúng ta bán này, rồi cho, biếu tặng, tiêu dùng nội bộ. Các bạn lưu ý cho cô như vậy ha. Để các bạn nắm được hai cái này thì chúng ta mới xác định được căn cứ tính thuế ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào giá tính thuế trước các bạn nhé. Rồi. Giá tính thuế. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt thì chúng ta sẽ được chia ra. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi tìm hiểu là đối với hàng hóa sản xuất bán trong nước, rồi hàng hóa nhập khẩu bán trong nước, thì giá tính thuế được hàng hóa sản xuất trong nước các bạn ha. Và hàng hóa nhập khẩu bán trong nước thì giá tính thuế là giá bán chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt, chưa có thuế bảo vệ môi trường và chưa có thuế giá trị gia tăng. Được xác định như sau ạ. Các bạn nhìn lên đây. Các bạn hình dung cho cô là thế này. Thuế tiêu thụ đặc biệt nó có một cái đặc thù, đó là cái giá bán ra nó sẽ được bao gồm, nó cộng cả tiền thuế tiêu thụ đặc biệt vào vậy. Như vậy khi mà chúng ta tính thuế, chúng ta phải xác định cái giá chưa có thuế các bạn ha. Nếu như ví dụ như thế này đi, đây cô sẽ lấy một cái ví dụ này cho các bạn. Để cô lấy một cái ví dụ này cho các bạn ha. Bởi vì phần giá tính thuế này, cái bước đầu tiên mà các bạn phải nhớ, chứ không thì bước sau các bạn rất là khó. Đấy,
Các bạn lưu ý là bởi vì thuế tiêu thụ đặc biệt thì nó rất là khác, nên giả sử như thế này ha. Đây cô có một cái giả sử là doanh nghiệp X đi, sản xuất rượu bia. Doanh nghiệp X của chúng ta là đang sản xuất rượu bia. Bây giờ trong tháng 3 năm 2018 thì doanh nghiệp sẽ bán. Doanh nghiệp bán với số doanh nghiệp tiêu thụ đi ha. Doanh nghiệp tiêu thụ như sau. Rồi. Thứ nhất là gì? 1.000 chai cho siêu thị đi ha. Rồi, với giá bán là 36.000 đồng. Giá này chưa có thuế giá trị gia tăng. Rồi, tiếp theo là doanh nghiệp còn bán 500 chai cho khách hàng lẻ với giá bán là 38.000 và cũng chưa có thuế các bạn ha. Rồi, các bạn hình dung cho cô là nhỉ, cô đang giả thuế suất đi, thuế suất tiêu thụ đặc biệt của rượu đi. Năm năm phần trăm. Rồi các bạn hình dung một cái ví dụ này ha. Rồi, cô đang giả sử cho các bạn một ví dụ như thế này ạ. Các bạn vẫn đang nhìn thấy màn hình của cô đúng không ạ? Rồi giả sử như là doanh nghiệp X sản xuất rượu bia. Thì các bạn lưu ý cho cô là gì ạ? Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt kể từ nay về sau nha. Khi mà nói ra là bán với giá 36.000 đồng trên chai, chưa có thuế giá trị gia tăng. Thì các bạn hiểu là trong 36.000 đồng này, vì cái đặc thù là thuế tiêu thụ đặc biệt nó được cộng trực tiếp vào cái giá bán. Nên khi mà cô nói bán với giá 36.000 đồng trên một chai, thì tức là trong 36.000 đồng này đã bao gồm gì các bạn? Đã bao gồm gì ạ? Nhật Khánh? Dạ, bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt. Đúng rồi. Như vậy từ nay về sau, bắt đầu từ nay về sau, khi mà các bạn gặp đối với sản phẩm mà chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mà cô nói bán ra với giá 36.000 đồng trên một chai chẳng hạn, cô mở ngoặc chưa có thuế giá trị gia tăng, thì trong đó chưa có thuế giá trị gia tăng, nhưng mà đã giá bán 36.000 đồng trên một chai thì trong đó đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt rồi. Hoặc là trường hợp này, 500 chai cho khách hàng lẻ với giá bán là 38.000 đồng trên chai, là trong 38.000 này chúng ta cũng đã có thuế tiêu thụ đặc biệt rồi. Và có bao nhiêu phần trăm của thuế tiêu thụ đặc biệt trong đó? Bao nhiêu các bạn ha? 55%. Đúng rồi, 55%. Rồi, nhưng mà ở đây cô đang mở ngoặc là gì ạ? Chưa có thuế giá trị gia tăng. Còn nếu như mà cô gọi đây là giá bán gì ạ? Giá thanh toán. Nếu như cô gọi là giá thanh toán là 36.000 thì trong 36.000 này gồm những cái gì các bạn? Nếu mà đây không phải là giá bán mà cô gọi là giá thanh toán thì sao ạ? Dạ, có thuế giá trị gia tăng. Tức là giá thanh toán thì là nó vừa có thuế tiêu thụ đặc biệt rồi, vừa có thuế giá trị gia tăng. Thì kể từ nay các em phải phân biệt cho cô đó là những cái ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng ha. Giá thanh toán, các em đi ra ngoài siêu thị các em thấy không? Khi mà các em nhận được tiền các em thấy ghi là giá thanh toán. Giá thanh toán là giá cuối cùng mà người tiêu dùng phải trả. Như vậy là giá thanh toán là nó bao gồm toàn bộ các cái bảng giá này, các chi phí và những cái thuế liên quan. Như vậy kể từ nay về sau các em phải thật sự lưu ý cho cô những cái dòng này. Nếu như nó mở ngoặc chưa có thuế giá trị gia tăng thì trong 36.000 đồng này tức là đã có 55% thuế. Vậy bây giờ chúng ta phải xác định là gì ạ? Tôi muốn xác định rằng là tôi bán 1.000 chai này với giá là 36.000 đồng thì tiền thuế tôi phải nộp là bao nhiêu? Nếu các bạn nhìn vô đây, 1.000 này nhân với 36.000 đồng này ra 36 triệu. Đâu phải là doanh nghiệp thu được 36 triệu này đâu. Mà doanh nghiệp trong đó còn có 55% thuế. Và thuế này thì doanh nghiệp phải làm gì ạ? Phải nộp cho nhà nước. Như vậy vấn đề chúng ta phải xác định được là gì? Giá bán trong trường hợp này để tính thuế tiêu thụ đặc biệt.
nên chúng ta có công thức là gì ạ? Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ bằng là giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng trừ đi thuế bảo vệ môi trường nếu có. Nếu có là bởi vì sao ạ? Chỉ có một số nhóm hàng hóa dịch vụ nó ảnh hưởng đến môi trường thì nó mới chịu thuế tiêu thụ, thuế bảo vệ môi trường thôi các bạn ha. Ví dụ như là xăng này, thuốc diệt cỏ này, thuốc trừ sâu này, bao bì ni lông này. Rồi và chúng ta sẽ xác định giá tính thuế sẽ bằng giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng trừ đi thuế bảo vệ môi trường nếu có, và chúng ta phải chia cho 1 cộng với thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái 36.000 đó là đã có thuế rồi, bây giờ các bạn phải chia ngược lại ra thì các bạn mới tính được giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt các bạn nhé. Đây. Như vậy thì chúng ta phải đi xác định trong từng trường hợp xem cái giá tính thuế tiêu thụ đặc, cái giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng này, thuế bảo vệ môi trường này được xác định theo quy luật, theo cái luật quy định như thế nào các bạn nhé. Chúng ta sẽ phải đi vào từng trường hợp ạ. Rồi, bây giờ các bạn làm cho cô ví dụ này. Hôm nay chúng ta sẽ học đến 4:30 các bạn ha. Rồi, các bạn sẽ làm cho cô ví dụ này đi ạ. Để các bạn nhắn kết quả lên cô coi. Các bạn chụp lại vào nha để cô thoát cái màn hình này. Đâu rồi các bạn? Các bạn tính ra đi ạ. Rồi các bạn tính ra 500 gì đây ạ? Các bạn tính ra là 540 triệu ha. Rồi, cái ví dụ đầu tiên này thì rất là đơn giản. Rồi, các bạn nhìn lên đây ạ. Trong trường hợp này là gì ạ? Công ty sản xuất thuốc lá Sài Gòn bán 10.000 cây thuốc lá cho công ty trực tiếp sản xuất với giá bán là gì ạ? Chưa thuế giá trị gia tăng. Tức là công ty này họ là người, họ là đơn vị trực tiếp sản xuất ra được 10.000 cây thuốc lá, và bây giờ thì họ bán cho một cái công ty khác các bạn ha, với cái giá bán chưa có thuế là 91.800 đồng trên một cây thuốc lá. Cô vừa nói với các bạn rồi, trong 91.800 đồng trên cây thuốc lá này, người ta cho là thuế, với thuế suất tiêu thụ đặc biệt là của thuốc lá là 70%, thì trong 91.800 này chúng ta đã có gì ạ? Chúng ta đã có thuế tiêu thụ đặc biệt trong đó rồi. Là bạn Phạm Văn Linh tính sao ạ? Dạ, em lấy 91.800 nhân với 10.000 rồi chia cho 1 cộng với 70% ra 540 triệu. Tại sao em lại chia cho 1 cộng với 70%? Dạ, giá ở trên cái công thức ở trên giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt thì cô, nó có là giá. Công thức là một chuyện nha, các bạn phải hiểu. Công thức các bạn là một chuyện, nhưng mà các bạn phải hiểu được cái bản chất của nó. Bởi vì trong 91.800 này, bởi vì trong, ví dụ mình bây giờ các bạn đang gọi, tại hôm nay cô lại không dùng cái bút kia nên cô không giải thích cho các bạn rõ được, mà bữa sau cô sẽ quay lại. Trong 91.800 này là đã có thuế rồi đúng không? Cái giá mà chúng ta đang cần tính là cái giá chúng ta đang gọi, cái giá đang cần tính là x đó. Thì có phải ban đầu là chúng ta có x này cộng với 70% của x thì chúng ta bằng bao nhiêu các bạn? Bằng bao nhiêu ạ? 1.800. Đúng. Giả sử cái giá mà tôi đang cần tính là cái giá ban đầu chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt, tôi gọi nó là x, thì tôi có x cộng với gì các bạn? Tôi có x cộng với 70% của x thì tôi sẽ ra được là 91.800 là cái giá đã có thuế rồi. Và bây giờ tôi cần tính cái x đó thì tôi chỉ lấy 91.800, tôi chia cho 1 cộng 70%, nhưng mà đó là của bao nhiêu ạ? Đó là của một cây thuốc lá. Nhưng mà cô muốn hỏi các bạn là chúng ta đi tính luôn cho 10.000 cây
thì các bạn chỉ việc nhân lên thôi các bạn ha. Đây các bạn nhìn lên ạ. Như vậy thì nếu như 91.800 này chia cho 1 cộng 70% thì nó là giá tính thuế của một cây thuốc lá. Nhưng ở đây người ta hỏi là bao nhiêu ạ? Người ta hỏi là 10.000 cây thuốc lá. Thì các bạn sẽ tính cho 10.000 cây. Bây giờ để các bạn không rõ. Đây, ban đầu này, cô sẽ giải thích này cho các bạn ha. Rồi các bạn sẽ hình dung như thế này ạ. Những bạn nào mà chưa rõ chỗ này ha, chắc là nhiều bạn cũng chưa rõ đâu. Thì ban đầu cô, cái giá ban đầu cô đang giả sử cô gọi nó là x đi. Thì có phải là lúc đầu các bạn sẽ có x này, các bạn cộng với 70%, bởi vì cái giá bán ra của cái sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là nó luôn luôn bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt trong đó. Tức là trong cái bản thân nó bán ra nó đã có thuế rồi, thì ban đầu cái giá ban đầu mà khi sản xuất ra tôi chưa có thuế tôi gọi là x, mà tôi cộng với 70% nhân với x, 70% x tức là tiền thuế nữa, thì có phải là tôi ra 91.800 không ạ? Và bây giờ cái mà tôi cần tìm, các bạn cần tìm ở đây đó là x sẽ bằng, các bạn học rồi, giống như chúng ta tìm x thôi. Chúng ta sẽ lấy gì ạ? Chúng ta lấy 91.800, chúng ta chia cho 1 cộng với 70% các bạn ha. Rồi, đây là trong trường hợp này. Rồi bạn Linh còn có đó không ạ? Dạ có. Rồi cô hỏi bạn Linh thêm. Ở trong trường hợp này, bởi vì cái ví dụ ở đây cô đưa ra nó không có thêm dữ kiện về thuế giá trị gia tăng. Cô giả sử như trong trường hợp này mà cô cho thuế giá 91.800 đồng này gồm cả thuế giá trị gia tăng nữa thì chúng ta phải làm gì ạ? Đã, phải chia cho 1 cộng với 10% nữa. Đúng rồi, phải chia cho 1 cộng với 10%. Nhưng mà thuế giá trị gia tăng chúng ta sẽ phải chia trước cho 1 cộng 10% các bạn ha. Ở bữa sau thì thôi phần này để bữa sau đi, cô sẽ quay lại cho các bạn, cô sẽ dùng bút để cô quay lại cho các bạn nó hình dung dễ hơn nhé. Rồi, tóm lại là gì ạ? Đó là các bạn sẽ nhớ cho cô được rằng là cái giá tính thuế này này luôn luôn phải nhớ ra, trong trường hợp này giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ bằng là giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng. Nhớ là chưa có thuế giá trị gia tăng nha. Nên khi mà thấy người ta nói là giá thanh toán thì lúc này phải xem lại trong này đã có thuế giá trị gia tăng rồi. Nên chúng ta phải xác định cái giá chưa có thuế giá trị gia tăng. Rồi chúng ta chia cho 1 cộng với thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt. Rồi, đối với một trường hợp nữa đó là gì ạ? Trước đây, bởi vì cô muốn đưa cho các bạn về đối với bia chai là sao? Bởi vì trước đây thì luật thuế của chúng ta là đối với bia chai thì nó sẽ có trường hợp đó là vỏ chai nữa. Thì mỗi vỏ chai sẽ được trừ đi số tiền vỏ là 3.400 này, rồi sau này là 3.800 này. Nhưng mà đến hiện nay thì bia chai người ta không có trừ giá trị vỏ nữa. Nhưng mà trong trường hợp bia chai này, cái thông tin này thì cũng giới thiệu cho các bạn biết thôi ha, bởi vì thực sự nếu như các bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán thì cô cùng với các bạn sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái phần này. Rồi với các bạn sinh viên quản trị thì nó cũng hơi khó nên chắc cô chia sẻ với các bạn thôi ạ. Tức là sao ạ? Nếu có tiền đặt cược vỏ chai bia thì định kỳ cơ quan sản xuất, tức là định kỳ hàng quý thì cơ quan cái công ty sản xuất này và khách hàng á, họ phải quyết toán số tiền đặt cược vỏ chai. Và đại loại là các em hiểu là gì ạ? Nếu như có tiền đặt cược vỏ chai này, tôi bán 1.000 chai bia thì khách hàng mua của tôi 1.000 chai bia này họ phải đặt cược vỏ chai bia chẳng hạn, ví dụ như 1.000 một vỏ. Thì khi mà mua bia, ngoài việc trả tiền bia ra, tôi còn phải đặt cọc cái tiền 1 triệu vỏ chai, 1 triệu cho cái 1.000 vỏ chai này. Và khi mà đến hết tháng rồi, tôi quay lại để tôi quyết toán thì tức là tôi trả lại được 1.000 vỏ chai này cho khách hàng, thì cho nhà sản xuất chứ, thì lúc này tôi sẽ nhận lại 1 triệu. Nhưng nếu như giả sử mà tôi bị mất 200 cái vỏ chai, tôi làm vỡ rồi, và tôi đến tôi chỉ trả cho nhà sản xuất được có 800 vỏ chai thôi, thì lúc này bắt buộc là cơ sở sản xuất này phải nộp thuế cả với cái số tiền mà thu từ vỏ chai nữa. Và lúc này người ta được quy định ra là gì ạ?
cái vỏ chai mà không thu hồi được thì phải đưa vào doanh thu tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Tức là giống như là tôi vỏ chai bị vỡ đi, giống như là tôi tiêu thụ bia vậy. Tôi bán bia này mà đồng thời vỏ chai mà bị vỡ không thu hồi được thì cái số tiền mà thu được từ cái tiền đặt cược vỏ chai này tôi cũng phải tính thuế tiêu thụ đặc biệt đó các bạn ạ. Thế tức là các bạn hình dung đó là đối với trường hợp là bia chai như vậy các bạn ha. Nhưng mà thôi, trường hợp này nó cũng khá là phức tạp đối với chúng ta. Nên cái phần này nó sẽ khó hơn, cũng sẽ không đưa vào trong nội dung bài thi của các bạn đâu. Nhưng các bạn cũng biết để mà lỡ may sau này chúng ta có gặp tới thì chúng ta hình dung được nó như thế nào ha. Rồi, đối với hàng hóa gia công, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt thì là giá bán ra của cơ sở giao gia công các bạn nhé. Tức là bởi vì chúng ta sẽ có hàng hóa gia công nữa. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán ra của cơ sở giao gia công hoặc giá bán của sản phẩm cùng loại hoặc tương đương tại cái thời điểm bán hàng mà chưa có thuế giá thuế tiêu thụ đặc biệt. Dù hàng hóa gì thì các em chỉ có nhớ cho cô thôi, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt nó luôn luôn là cái giá chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt này, chưa có thuế bảo vệ môi trường và chưa có thuế giá trị gia tăng. Tức cái trường hợp mà chúng ta phải xác định là như vậy. Nhưng mà tại cái thời điểm này thì chúng ta sẽ lấy là giá của ai ạ? Của cái cơ sở giao gia công các bạn nhé. Rồi các bạn làm cái ví dụ này đi ạ. Các bạn làm ví dụ này đi ạ. Tức là trong ví dụ này thì các bạn xác định cho cô là rằng là công ty nào thì sẽ là đơn vị giao gia công, công ty nào thì nhận gia công. Bởi vì chúng ta vừa có một cái công thức, đó là giá bán ra, là giá của ai ạ? Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa gia công là giá bán ra của cơ sở giao gia công hoặc giá bán của sản phẩm cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm bán hàng các bạn nhé. Chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt, chưa có thuế bảo vệ môi trường và chưa có thuế giá trị gia tăng ạ. Như vậy trong trường hợp này các bạn xác định cho cô đi ạ. Thực ra đối với thuế mà bạn nào mà tìm hiểu kỹ các bạn sẽ thấy có rất nhiều những vấn đề mà chúng ta khá là lăn tăn, nhưng mà bởi vì nó đã được quy định là gì ạ? Luật quy định rồi. Có rất nhiều những cái các bạn mà tìm hiểu kỹ các bạn sẽ thấy nó rất là khó ha. Đâu bạn nào mà tính xong rồi bạn nào thử trả lời ha. Ra 211 triệu 764.705,9 đồng. Bây giờ đáp án thì cô không có hỏi về đáp án, nhưng mà cô đang muốn hỏi về cái cách tính á. Ngoài bạn Linh ra còn bạn nào tính không ạ? Các bạn khác thì sao ạ? Bây giờ trường hợp này là chúng ta đang bây giờ ai gia công cho ai ạ? Dạ công ty Bình Thuận gia công cho công ty thuốc lá, nhà máy thuốc lá Sài Gòn. Rồi. Thế thì theo theo như trong luật người ta nói đó thì là giá tính thuế trong trường hợp mà gia công thì là giá của ai ạ? Giá của công của nhà máy thuốc lá Sài Gòn ạ. Là giá của nhà máy thuốc lá Sài Gòn. Đúng không? Dạ đúng. Là giá bao nhiêu trong trường hợp này? Dạ 120.000 đồng. Là 120.000 đồng. Rồi, như vậy thì trong trường hợp này 120.000 đồng này nó đã bao gồm cái gì? Đã bao gồm thuế giá trị giá, thuế tiêu thụ đặc biệt. Đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt. Rồi, như vậy thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt trong trường hợp này phải là giá bán gì ạ? Chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt, đúng không? Dạ. Chưa có thuế giá trị gia tăng, nhưng mà trong trường hợp này người ta không nói gì đến. Vậy bạn Linh làm như thế nào? Thế em tính sai quá rồi cô. Rồi, còn bạn khác ạ? Bạn khác, bạn nào tính không? Thì các bạn nói lên ạ. Thank you.
Rồi bạn nào ạ? Không, không bạn nào xung phong thì lại gọi thôi ha. Hồ Tấn Dũng ạ. Các bạn đang đi tính của một cây thuốc lá hay là người ta đang hỏi các bạn tính gì ạ? Người ta đang hỏi là tụi em là xác định giá tính thuế. Bởi vì chúng ta học căn cứ thì chúng ta phải tính trên số lượng nữa nhá. Trong trường hợp này chúng ta gia công bao nhiêu ạ? Chúng ta gia công bao nhiêu cây thuốc lá ạ? 3.000. 3.000 hả? Rồi thì các bạn lấy kết quả như bao nhiêu ạ? Rồi như vậy thì trong trường hợp này các bạn sẽ sao ạ? Các bạn sẽ tính nhá, giá tính thuế trong trường hợp này ha. Các bạn sẽ tính là bằng gì ạ? Như vậy giá 3.000 này các bạn nhân theo bao nhiêu ạ? 120. Đối với hàng hóa gia công thì người ta yêu cầu là giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán ra của cơ sở giao gia công. Như vậy trong trường hợp này nè, thằng Bình Thuận là người nhận gia công, còn ai ạ? Còn nhà máy thuốc lá Sài Gòn là đơn vị giao gia công. Như vậy thì giá phải là giá bán ra của đơn vị giao gia công, như vậy là giá bán ra của cái thằng nhà máy thuốc lá Sài Gòn này các bạn nhá. Là của nhà máy thuốc lá Sài Gòn là 3.000 nhân đến 120 các bạn ha. Rồi, và chúng ta làm sao nữa ạ? Bởi vì trong 120.000 này thì chúng ta có gì rồi? Chúng ta đã có thuế tiêu thụ đặc biệt rồi. Như vậy thì các bạn sẽ phải chia cho bao nhiêu ạ? 1 cộng với 70%. Các bạn chia cho 1 cộng với 70%. Rồi, các bạn tính lên đi ha. Các bạn tự tính nhá. Cô chỉ bày các bạn nha. Ra bao nhiêu Linh? Dạ, 211 triệu. 764.000. 211 triệu. 764.000. 7.5. Rồi. Nhưng mà các bạn hình dung cho cô ở đây, cô đang giả sử thôi ha. Như vậy thì tức là giá tính thuế của 3.000 cây thuốc lá giao cho gia công trong trường hợp này là 211.764.705. Giờ cô hỏi thở đi. Vậy thì thuế phải nộp là bao nhiêu? Thuế phải nộp là bao nhiêu các bạn? Thuế 211 này nó chỉ là cái gì thôi ạ? Là giá. Đúng rồi, nó chỉ là giá tính thuế thôi. Còn thuế phải nộp thì chúng ta phải có công thức là gì? Thuế phải nộp thì phải bằng giá tính thuế và nhân với thuế suất. Như vậy cái thằng này này mới chỉ là cái giá thôi. À, nhân với bộ nhân với 70% nữa. Đúng rồi. Sau này thì khi đây là chúng ta các bạn phải hình dung như thế này cho cô nhé. Bởi vì chúng ta đang dừng lại ở từng cái căn cứ một. Cô đang dừng lại ở giá tính thuế nên cô chỉ tính giá tính thuế cho các bạn thôi. Sau này đi thi thì đương nhiên cô không bao giờ cô hỏi giá tính thuế làm gì hết. Cái cô cần hỏi là cô hỏi là thuế doanh nghiệp này phải nộp là bao nhiêu. Như vậy thì các bạn lưu cho cô là các bạn sẽ phải nhân thêm 70% vào để các bạn xác định thuế. Rồi, như vậy trong cái trường hợp này là chúng ta đang giải quyết về thuế tiêu thụ đặc biệt. Nội dung này nó cũng khá là khó. Chúng ta sẽ dừng lại ở cái nội dung không tính tiếp phần căn cứ tính thuế này nữa. Và cô sẽ có một số cái giới thiệu về thuế tiêu thụ đặc biệt cho các bạn. Đó là gì ạ? À, các bạn hiểu là thuế tiêu thụ đặc biệt. Như vậy hôm nay thì chúng ta đã tìm hiểu về thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nền kinh tế thì nó có những cái vai trò như thế nào, rồi đặc điểm của nó như thế nào thì chúng ta đã được tìm hiểu rồi. Và cái buổi tiếp theo thì chúng ta sẽ học về cái căn cứ tính thuế. Và cái các bạn hình dung ra là gì ạ? Tóm lại chung về thuế đi, cô sẽ nói như thế này. Những cái doanh nghiệp, các cái doanh nghiệp mà hoạt động thì khi mà họ đăng ký giấy phép kinh doanh thì chậm nhất là trong 10 ngày
có cái giấy phép đăng ký kinh doanh này rồi thì tôi phải đến cơ quan thuế để tôi đăng ký. Ví dụ như tôi đang kinh doanh hàng hóa dịch vụ nào và những cái hàng hóa dịch vụ này nó chịu thuế nào, giả sử như thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường chẳng hạn, thì cứ định kỳ hàng tháng, hàng quý hoặc là quyết toán cuối năm, doanh nghiệp phải có nghĩa vụ là gì ạ? Phải thực hiện xác định cái thuế mà phải nộp là bao nhiêu để nộp cho cơ quan của nhà nước. Và hiện nay thì các bạn thấy rằng là cứ đến ngày 31 tháng 12 trở đi là cuối năm, nó là các doanh nghiệp bắt đầu bước vào cái giai đoạn là gì ạ? Quyết toán thuế. Nên đối với sinh viên mà học kế toán hoặc là nhân viên kế toán thì ngày kể từ ngày 31 tháng 12 cho đến ngày 31 tháng 3 của năm sau là một cái ba cái tháng cực kỳ quan trọng ha, để doanh nghiệp sẽ thực hiện rà soát lại hết để xác định xem là nghĩa vụ của mình với những cái thuế này là như thế nào. Các bạn hình dung như thế này, nếu như nộp thuế mà chúng ta nộp trễ thì sẽ bị tiền phạt, bị tiền truy, cơ quan thuế sẽ phạt là truy thu thuế. Truy thu tức là chưa nộp thì phải, ví dụ như tôi đang đáng lẽ tôi phải nộp 100 triệu tiền thuế mà năm đó tôi lại không nộp, đến hạn mà tôi không nộp thì sau này tôi sẽ bị phải nộp lại 100 triệu này, tiền phạt, tiền nộp phạt này các bạn ha. Như vậy thì đảm bảo là các doanh nghiệp là phải thực hiện đúng cái nghĩa vụ của mình. Và cái việc mà nộp thuế này nó sẽ cực kỳ khó các bạn ạ. Bởi vì không phải yêu cầu là kế toán trong doanh nghiệp thì phải đòi hỏi là có một cái kiến thức chuyên sâu nhất định để mà xác định được cái việc nộp thuế các bạn nhé. Đối với các bạn là sinh viên quản trị thì học thuế, cô muốn các bạn là gì ạ? Đương nhiên các bạn sẽ không tỉ mỉ được như các bạn học kế toán đâu, nhưng mà các bạn sẽ phải có một cái nhìn tổng quan về thuế để chúng ta sau này biết lỡ may đi làm thì các bạn cũng phải biết được rằng là tới cơ quan đang, cái đơn vị mình đang làm, mình cũng phải hiểu sơ về cái quy định của nó như thế nào, những cái luật thuế hiện hành như thế nào, các bạn phải nắm được ạ. Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây ha. Trước khi kết thúc thì để đợi một chút nữa, mình sẽ có một hôm nay một số những bạn mà phát biểu ngày hôm nay đâu ạ. Để mình coi để đây xem các bạn còn thiếu bạn nào không ha. Hôm nay là phát biểu là có bạn Thanh Hằng này,